bóng đèn của nó hạ xuống nó hay gì hả ta, bóng đèn nó thấp xuống á, kéo cao lên đi. Hai bóng đèn đó đó, hôm nay nó hạ xuống dưới rồi đó. Kéo bóng đèn lên đây luôn luôn. Nó xuống nó chói rồi. Hai bóng đèn nó ấy cao lên. Hai cái đó luôn đó. Cao nữa đi, nữa đi. Nó còn thấy hai cái bóng luôn, nó dạ đâu xét lên trên đó. Hai bóng luôn á. Kêu ông gì ơi, nhỏ hổ nhậu ấy, ngồi kêu em ba đưa gì á. Bao nhiêu vương cây cảnh thân về chào hết tất cả các anh em mình đang xem buổi live trực tiếp ngày hôm nay đúng ha. Thì cũng như thông báo các anh đây, hôm nay là ngày bên em sẽ tổng xả hàng, tại vì hôm nay mình sẽ còn rất là ít pho hoa nhiên Mỹ ha, với lại pho mẹ em cũng còn có mấy cặp thôi. Xả hàng dọn vườn, ngày mai mình sẽ có về lô mới ha anh. Em chào anh Giang nha. Thì hôm nay là cái buổi live tổng xả hàng cho nên là cái giá nó sẽ rẻ hơn cái giá ngày thường. Nếu mà anh em có giao lưu thì nữa mình không có phân bì được cái giá ngày thường ha. Bây giờ trước mắt là nhờ anh em chia sẻ like ủng hộ nhà vườn em nhóm anh, mỗi anh chia sẻ giúp em một lượt trên trang cá nhân ha, hai lượt trên trang hội nhóm nhóm anh, tạo động lực cho nhà vườn em đúng ha. Sẵn tiện xin em xin luôn một lượt like trên trang cây cảnh Thanh Việt luôn nhóm anh. Dạ ok ha. Mình sẽ có phôi hoa giấy Mỹ nè, phôi xanh trái xù ha, mè Thái ha, em còn có mấy cặp mè Thái thôi, mình xả cho anh em mình luôn ha. Quanh thân là 30 cm, quanh cũ là 60, chiều cao là 50. Rồi tiếp tục cho anh em luôn, cây này để cho anh em mình 700 bao ship nha. Thì cái hôm nay là mình để giá xả cho nên là giá nó rất là mềm nhóm anh, cho nên anh em không phân bì được giá ngày thường nha. Em chỉ xả duy nhất trong một cái buổi live hôm nay thôi. Đó, buổi live hôm nay thôi. Nếu mà còn lại, ví dụ còn mấy cây thì giá nó sẽ quay về vị trí cũ nhóm anh. Tại em xả hàng là nhằm cũng tri ân khách hàng thôi, lâu lâu mình sẽ có một đợt xả hàng. Đó thì giá nó sẽ rẻ hơn là cái giá bình thường. Nói chung là xả hàng là để giá vốn cho anh em thôi, nhầm mà cũng chuyên khách hàng thôi ha. Rồi cây này nếu mà anh em nào có đơn hồi trưa đó, anh em chốt cây này gộp đơn thì giá nó sẽ còn có 750 bao xin lỗi, còn có 550 bao ship thôi gộp đơn đó. Cái này là em báo giá niêm yết giá giảm cho anh, báo giá niêm yết đã giảm cho anh em rồi ha. Cây này là giá 700 bao ship nha. Nếu mà anh em gộp đơn thì giá nó giảm xuống còn có 550 nghìn thôi. Cây này thường em bán là 800 nha, hôm nay giảm cho mình còn có 700 thôi. Chỉ duy nhất trong một cái buổi live hôm nay thôi các anh, ngày mai hàng em về nha. Nếu mà trưa ngày mai thì bên em đã nhập hàng thì trưa ngày mai bên em ốp. Buổi tối ngày mai kịp thì bên em sẽ lên sóng cho anh em hàng mới về luôn.
Rồi tiếp tục cho anh em ha. Cái này là phôi hoa giấy Mỹ nhưng mà này giá của nó là 700 bao ship nha. Anh em nào có theo dõi like thường xuyên sẽ biết nha, cây này là giá nó bao nhiêu. Thì cây này hôm nay để cho mình nó còn có 700 thôi, bao ship tận nhà luôn. Anh em gộp đơn giá giảm còn có 550 thôi ha. Hiện tại cũng còn có số ít phôi hoa giấy Mỹ thôi mà này không có còn nhiều đâu, xả hàng cho anh em luôn. Rồi ok ha, em xuống cái này nha. Còn me em cũng còn có mấy cặp thôi nè. Còn nhiều em xả nhiều nha anh. Rồi tiếp tục nha, giá xả sập sàn nha anh ơi. 500 bao ship luôn. Anh em gộp đơn sẽ là 350 nghìn. Giá giảm rồi nha anh ơi. Thân 30. Quanh thân là 30 cent. Quanh cũ là 42. Chiều cao là 58. Rồi anh em xem thử giùm em nha, 500 bao ship nha mày này. Anh em gộp đơn giá giảm nó chỉ còn có 350 nghìn là giá em gộp đơn cho anh em ha. Thì rồi ok anh Hoàng Trọng Kim nè, em chốt cái này cho anh ha, 400 chụp hình cây giùm em nha anh Hoàng Trọng Kim. Giá xả sập sàn nha anh. Chụp hình cây làm em xuyên thoại luôn anh Hoàng Trọng Kim, mã số G149 ha. Rồi ok cảm ơn anh nhiều nha. Sẵn tiện làm em cái xuyên thoại luôn anh Hoàng Trọng Kim ơi. Giá xả hấp dẫn cho anh em nha. Em còn có một số ít phôi thôi mà anh ơi, xả cho anh em mình chơi nha. Đã. Anh em ngủ ghê bạn bè quyền xem like luôn em anh. Dạ đúng rồi, hôm nay sập sàn rồi anh ơi. Anh ngủ ghê bạn bè vào xem like ủng hộ em luôn nha anh H Bá Đồng. À, chỉ duy nhất trong một cái buổi live hôm nay thôi nha. Ngày mai hàng mình về rồi thì còn nhiêu này nó quay lại giá cũ nha anh. Rồi cái này để cho anh em mình là 600 bao ship nha. Cái này là em báo giá đều có giảm xuống cho anh em rồi ha. 27. Quanh thân là 27 cent. Quanh cũ là 55, chiều cao là 55. Rồi 600 bao ship nha. Anh em nào có đơn hồi chua anh em gộp đơn cái này nó còn có 450 nghìn là giá em bao ship bao sống anh em mình 2 tháng nha. Cái ngày mình tổng xả hàng thì cái giá nó vô cùng rẻ mà anh em không có phân bì được giá ngày thường nha. Khi mình mua về mình nói tại sao mà mua cái cây này nó to mà nó rẻ vậy. Lâu lâu mình mới có đợt xả hàng như vậy thôi. Đó, phân bì với mấy cây mà giá ngày thường là không có được. Tại lâu lâu mình mới có đợt xả hàng như thế này. Rồi anh em mình xem thử giùm em nha. Cây này là giá cho anh em mình là 600 bao ship. Nhưng mà anh gặp đơn thì giá nó giảm xuống còn có 450 nên cho em này thôi. Cây này nó cũ nó quái nha anh, chân dài luôn. Dạ rồi ok anh H Bá Đồng. Ok em còn anh rồi ok còn gặp đơn cho anh ha. Rồi anh em mình nghiên cứu thử giùm em nha. Cây này nếu mà anh em gặp đơn sẽ là 450 nên là giá em bao ship bao sống cho anh em. Hôm nay mình vừa được gặp đơn mà mình còn vừa được giá xả nữa anh H Bá Đồng ơi. Phải nói là giá hấp dẫn luôn nha, quá hấp dẫn luôn đó. Anh em gũ ghê bạn bè vào xem like ủng hộ nhà vườn em nha anh. Nhiều khi biết đâu khi bạn mình ngồi khi uống cà phê nhâm nhi ủng rốt 5 cây mình 5 cây nó đủ 10 cây mình được tặng một cây nữa anh. Ngồi nhâm nhi tí xíu mà mình được tặng một cây nữa. Rồi ok em chào anh Nguyễn Dư nha. Dạ cây này nó có 600 thôi anh Tấn Lực bonsai ơi. 600 bao ship nha. Anh em nào nãy giờ mình đã có đơn hàng anh em có đơn của anh em hồi trưa tới giờ thì anh em mua thêm nữa thì bắt đầu từ cây thứ hai em sẽ tính giá gộp đơn cho anh em. Giá nó sẽ giảm xuống nha anh. Ví dụ như cây này là 600, nếu mà mình đã có đơn bên em hồi từ trưa tới giờ rồi thì em gộp đơn cây này giá nó còn có 450 nghìn làm bao ship luôn á. Giá xả sập sàn ha. Còn anh chưa có đơn để gộp bây giờ mình tạo đơn đi anh Tấn Lực. Mình tạo một cây ha, xong là mình sẽ có đơn để mình mua những cây sau mình được gộp. Mà anh em mua 10 cây cho một đơn hàng là mình sẽ được tặng kèm thêm một cây nữa. Thì tối nay là em cũng còn có ít cây thôi thì em để giá xả yêu thương cho anh em. Giá xả sập sàn nha. Rồi ok em xuống cái này em ha để em lên tiếp tục. Bên em thì số lượng nhiều, anh muốn cỡ nào cũng có hết nha anh Tấn Lực bonsai. Anh muốn giá mầm non hơn nữa vẫn có nha. Hiện tại em lên mấy cây này nó đã mầm non rồi, anh muốn nhỏ nữa cũng có luôn, lớn hơn cũng có. Rồi tiếp tục cho anh em mình luôn nè, phôi hoa giấy Mỹ ha. 30. Quanh thân là 30 cm. À cây to nhất ha anh. To nhất rồi ok để em xíu. Cây nếu mà nói về cây to nhất á thì cây 216 ở trên đó anh. Cây đó cây khủng nhưng mà cây đó để cho anh tầm trung thôi. Rồi gắn chật còn cây 218 trên kia là cây VIP á. Cây VIP với 111 trên kia á. Rồi cây này tiếp tục cho anh em luôn ha, 550 bao ship nha anh. Cây này anh em gặp đơn nó chỉ có 400 thôi. Đây để em lên cây to cho anh nha anh Tấn Lực bonsai. Mấy cái hàng mà to nhất để em lên cho 111 111 to nhất cho anh luôn. Cây khủng nha, hoành thân 50 năm mấy gì á.
ảnh hình che mắt tiêu. Rồi đem lên. Quanh thân là 52 cm. Quanh cổ 75. Quanh cổ là 75. Bay 80. Chiều bay là 80. Rồi đó anh. Rồi anh em mình xem thử, nghiên cứu thử cây này ha. Quýt nha manh gán quái ha. Cái này mình lên đổ được nè. Cái này để giao lưu cho anh em mình nó còn có 3 triệu rưỡi thôi. 3 triệu rưỡi bao ship. Hôm nay là giá xả trong một cái buổi live hôm nay thôi nha manh ơi. Qua hết ngày hôm nay là giá về vị trí cũ nha. Tại em còn ít for team nay là mình xả hàng giao lưu hữu nghị cho anh em. Nhằm cũng là tri ân khách hàng thôi ha. Đó. Chỉ cho một buổi live hôm nay thôi. Xe hàng cho anh em luôn. 3.500.000 bao ship bao chậu cho anh em mình tới nhà ha. Mã số G3111 trên bàn xoay. Anh xem thử giùm em ha. Giá hấp dẫn nha. Cái này nó tông nó dài nha. Tông dài cũng dài. Ăn hiếp hoài mà. Đang kiếm cái gì nữa thì chải nó bắt quạt cho nó. Quạt ông chải gì cho nó nằm nữa lạnh. Cho nó quen cái mùa lạnh nữa. 3.500.000 bao ship cho anh em ha. Anh em xem thử giùm em. Rồi ok em xuống cái này ha. Để lên cây 218 đó cho anh xem. Cây đó hàng quái nha. Quái thú. Rồi cái này là để cho anh em mình là giá 3.200.000 bao ship. Quanh thân 48. Quanh thân là 48 cm. Quanh cổ là 70. Chiều cao là 58. Hiện tại em đang lên phôi hoa dưới Mỹ ha anh ơi. Cây này hình thú ha. 3.200.000 bao ship nha anh ơi. Giá em đã bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn. Giấy Mỹ này thì nó dễ lắm anh ơi. Dễ trồng, dễ chăm sóc. Anh em đầu tư nó cũng mau xin lời. 3.200.000 bao ship. Là cả chậu luôn nha. Cả thùng luôn. Rồi ok, em xuống cái này nha. Để em lên 216 trên xe. 216 thì nó có 1 triệu mấy thôi. Cái giống trực. Cây đó cũng quạnh thân khủng lắm luôn nha. Hai một sáu, hai một sáu. Rồi tiếp tục cho anh em luôn ha. Cây này để cho anh em mình là giá là 1.600.000 bao ship. Cái này nó bị thương chỗ này xíu hả anh. Để giá xả cho anh em 1 triệu 6 nha. Quanh thân 45. Quanh thân là 45 cm. Quanh cũ là 65. Chiều cao là 56. Rồi cái này là giá 1 triệu 6 bao ship nha anh này. Bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn. Phôi hoa dưới Mỹ ha. Cái này dán trực khủng nha anh. Anh em nào có đơn hồi chưa đó, nếu mà anh em chốt cây này thì bắt đầu em sẽ tính giá gộp đơn còn có 1.350.000 thôi, cây khủng nha. Gộp đơn 1.350.000 mới được anh Hoàng, trong khi mới 1.200.000 không được. 1.350.000 mà anh hoành thân tới 45 cm. Trời ơi, củ nó chà bá này, gộp đơn cho anh em có 1.350.000 hà. Giá hấp dẫn luôn á. Chiều cao đó làm anh, 1. Rồi bề ngang của nó là nó hơn 1 gan tay ha. Nó hơn 1 gan tay, còn chiều cao nó là 1. Đây là 2.5 tay ha. Cây này nó chiều cao từ miệng chậu lên tới cổ nó khoảng là 2.5 tay. Một triệu 350 đó anh Hoàng, trong khi giá xả rồi đó anh. Giờ để cho anh 1.3 luôn đó. Gặp đơn cho anh 1.3 luôn đó. Cây khủng lắm luôn á, hoành thân tới 45 cm lắm anh. Rồi ok ha, em xuống cái này nha. Bây giờ em sẽ lên sinh viên nha anh. Tầm trung thì nó trên 1 triệu nha anh, sinh viên thì giá nó chỉ có vài trăm thôi. Lên lại 218. Rồi ok. Anh gộp đơn bỏ chậu là có 2 triệu 6 thôi đó anh Minh Đặng. Rồi nếu mà mình chưa có đơn thì giao lưu cây đó thì bỏ chậu thì nó để cho anh em 2 triệu 7. Cây này nó hình thú á anh ơi, đã lắm, nhìn là phê luôn á anh ơi.
xứng đáng đồng tiền bát gạo lắm. Mà mấy cây hình thú anh em nuôi nó càng lâu thì cây nó càng lên tiền thôi anh. Mà một cây hình thú mỗi cây này nó khác nhau hết trơn, đâu có cây con nào mà nó giống con nào đâu, khác nhau hoàn toàn. Lâu lâu mình mới có một con thú thôi, nó không có nhiều đâu. Cái hàng đó là hàng quýt, hàng quái luôn á. Rồi để anh đo lại kích thước cho anh ha. Quỳnh Hân có nói là 48cm đó anh Minh Đặng ơi. Quỳnh cũ là 70. Cao 58. Chiều cao là 58 nha anh. Chiều cao là 58. Rồi em chào anh Trần Quốc Tỉnh nha. Anh thấy không? Con mắt nè, hình thú rõ nét luôn. Nè, chiều cao 1, 2, 3. Bề ngang của nó nè, nó hơn mặt ngang luôn. Không chậu gộp đơn là 2,6 triệu nha anh Mạnh Đặng. Gộp đơn bỏ chậu là 2,6 triệu nha anh. Cây này hình thú đẹp lắm anh ơi, phê luôn á. Rồi hôm nay mình ghé xã. Dạ 2 triệu không được anh. Dạ. Dạ cái này 2 triệu không được anh. Rồi ok em xuống cái này nha, 2 triệu không nổi Mạnh Đặng ơi. Gắn thêm cho em tí xíu anh. Cái này nếu mà 2 triệu rồi anh em chốt hôm bữa 2,3 triệu đó, 2,3 triệu gộp đơn bỏ chậu đó mà em chưa giao lưu á. 2 triệu không nổi. Dạ đúng rồi, thì em tính giá ship cho anh rồi đó anh ơi. Anh em tính là giá gộp đơn là ship đi chung một chuyến hàng á, thì tiền ship em nó bớt ra thì em bớt cái phần đó lại cho anh em. Nhưng mà người ta bớt cho em cũng ít xịu à, chứ đâu có bớt mà nhiều dữ hằng vậy anh. Được thì gán thêm giùm em tí xíu lên Mạnh Đặng ơi, chứ 2 triệu em đi không nổi đâu. À, tiếp tục cho anh em ha, 500 bao ship anh. Cái này anh em gộp đơn chỉ có 350.000 thôi. Quanh thân là 30cm, quanh cũ là 50. Chiều cao là 55. À, cái này là phôi hoa giấy Mỹ nhưng mà anh em gộp đơn cái này nó giá nó chỉ còn có 350 là giá em gộp đơn cho anh em ha. Phôi hoa giấy Mỹ sinh vi nhưng mà anh ơi, mầm non 300. Rồi ok, Hoàng Trọng Thiên chốt cho anh 300 gộp đơn luôn. Hôm nay em còn ít cho nên là mới để buổi live tổng xa hàng cho anh em á, chứ qua ngày hôm nay rồi giá nó không được như vậy nha mấy anh. Ngày mai em về lô mới rồi ha. Tối nay mình còn ít hàng thôi. À, phone me em cũng còn có mấy cặp thôi kìa, em để giá xả cho anh em luôn. Rồi hiện tại em đang lên phô hoa dưới Mỹ ha, 550 bao ship. Cây này anh em gặp đơn nó chỉ có 400 thôi. À, cây dáng khá là quái nha mấy anh. Quanh thân là 28cm, quanh cũ là 50. Chiều cao nó là 50. Hiện tại em này là phô hoa giấy Mỹ nhưng mình là sinh vi ha. Đó. Cái này anh em gộp đơn có 400.000 thôi, cái này nó quái nha anh. Giá bao ship cho anh em rồi ha. Anh em nào nãy giờ mình đã có đơn hàng bên em hoặc là chưa tới giờ đó, anh em chốt thêm nữa thì bắt đầu mình sẽ được tính giá gộp đơn. Nó sẽ mềm mỏng hơn là mình giao lưu một cây ha. Anh em lấy số lượng càng nhiều thì tính ra thì nó càng ngợi cho anh em, nó rẻ. Rồi ok, em xuống cây nha. Hôm nay mình còn ít cho nên là để giá xả thôi anh ơi. Cây này có gặp đơn có 400 thôi. Quanh thân là 22cm, quanh cũ là 52. Chiều cao nó là 50. Rồi tiếp tục luôn ha, phô hoa giấy Mỹ cái này là để cho anh em mình là 450 bao ship luôn. Rồi ok anh Hưng để em xíu nha, xong cái này đi em lên cho anh luôn, chốt cho anh luôn 400 luôn đó. Để em xíu nha, cây vừa xuống. Cái này là giá 450.000 nhưng mà anh em gặp đơn thì giá nó sẽ còn có 300 thôi. Hôm nay là xả.
Hôm nay là xã hàng nè anh Nguyễn Dũng ơi, còn có một buổi live hôm nay thôi nữa nha. Tại vì anh em mình đón theo dõi, ví dụ như hết hàng á, em còn ít là em sẽ xả luôn. Mà em còn mấy cây là đêm nay còn mấy cây, ví dụ ngày mai em nhập hàng thì hôm nay là còn mấy cây em xả luôn. Qua hết ngày hôm nay thì giá sẽ trở lại bình thường lắm anh. Rồi để em lên trên chụp màn hình cây luôn nè anh Hưng ơi. Chụp màn hình cây xong lên bán số điện thoại nha. Thì em cũng còn ít thôi. Thì cái bữa live tổng xả hàng thì nó giá nó sẽ rất là rẻ, anh em không phân biệt được giá ngày thường nha. Đây, em cũng còn ít cho nên mới xả hàng cho nên em đón luôn mới về thôi. Rồi tiếp tục cho anh em mình luôn ha. Thôi hoài với mấy cây vắng chật, me bự. Tới hàng xả rồi nữa, nó đâu còn bự nữa đâu anh Nguyễn Dũng. Dạ cái này là phôi hoa với Mỹ. Bây giờ nó cũng chung chung thôi anh Nguyễn Dũng ơi, đợi em xíu nha. Quanh thân là 29 cm, quanh cũ là 50, cây này 700, chiều cao là 65. Hiện tại em đang lên cây này là phôi hoa với Mỹ ha. Em điều báo giá giảm xuống cho anh em nha. Cây này để cho anh em 700 bao ship nha. Anh em gộp đơn sẽ là 550.000 ha. Bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn, anh em cứ việc yên tâm. Rồi lên bán số điện thoại anh Hưng ơi, nãy giờ em chưa thấy số điện thoại của anh Hưng á. Phôi hoa với Mỹ nha, cây này nó có 700 thôi anh, 700 bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn. Hiện tại này là 700 ha. Rồi để em lên phôi me cho anh xem thử nha. Rồi ok anh Hưng, em thấy số điện thoại của anh Hưng rồi ha. Mấy em còn mấy cây để giá xả cho mình anh ơi. Mình tới hàng xả là hết cây bự rồi anh ơi. Còn có ít cây thôi, còn có mấy cặp me à. Rồi cái này là bự rồi đó anh ơi, bự rồi đó. Một cây 600 nha anh à. Cái này nếu mà anh em chốt một cặp để cho anh em mình là 900 luôn. Quanh thân là 18 cm, quanh cũ là 40, chiều cao là 47. 216 còn không? 216 còn anh Hát Bá Đồng. Cây đó 1.6 triệu, nếu mà anh giao lưu thì em để cho anh 1.400.000. Cây quanh thân là 45 cm á. Nếu mà anh gộp đơn còn có 1.350.000 thôi, gộp đơn để cho anh 1.3 triệu luôn anh Hát Bá Đồng. Hôm nay xả sập sàn luôn rồi đó. Gộp đơn để cho anh 1.3 triệu luôn. Hiện tại cặp me trên bàn xoay em anh, giá 900 bao ship nha. Giá xả một cặp 900 nha anh ơi, me Thái nha anh. Giá là giá xả sập sàn nha, một cặp 900 bao ship tận nhà ha. Em còn có vài cặp me thôi anh em ơi. Me Thái dễ trồng dễ chăm sóc, hiện tại có một số em nó đang bung mầm luôn á, nó dễ lắm. Anh em nuôi phôi me này tầm 3 tháng thôi anh, 3 đến 4 tháng là cây ấm tàn hết rồi ha. Rồi ok em xuống cặp này luôn nha. Một cây là 600 nha anh, nếu mà anh em chốt một cặp nên giá 900 luôn. Em còn có mấy cặp để giá xả sập sàn cho anh em ha. Chậm là hết, do dự là hết nha anh. Anh gộp đơn cây đó để cho anh 1.3 triệu luôn anh Hát Bá Đồng. Chỉ duy nhất trong buổi live hôm nay thôi anh ơi. Ngày mai hàng về ha. Quanh thân là 17 cm, quanh cũ là 45, chiều cao là 50. Đó đọt đỏ luôn đó anh. Quanh thân là 18 cm, quanh cũ là 40, chiều cao là 45. Rồi phôi me Thái nha anh ơi. Em còn có mấy cặp xả sập sàn cho anh em ha. Rồi chốt kèm theo mã số em với anh, hoặc là mã số anh em kèm theo giá tiền giùm em, hoặc là anh em chốt cặp giùm em ha. Me dễ lắm anh ơi. Như Thái. Anh Nguyễn Dũng ơi xem thử giùm em nha anh Nguyễn Dũng. Một cặp chốt cho anh thì chỉ có 900 thôi nha, ship tận nhà luôn. Đó. Nó đang lên mầm sống khỏe luôn đó anh. Hiện tại thì nó là dạng đọt đỏ ha, trái nó là dạng trái dài mình tròn. Me Thái nha anh, bây giờ nó cũng còn cỡ vậy đó anh. Đường cong rất là đẹp nha anh. Rồi ok anh lại chặn nha, em chốt cặp này cho anh lại chặn. Chụp hình cây giùm em nha anh. Rồi ok ha, em chốt mã số F34 nha. Rồi mã số F15, rồi chốt cho anh luôn 900. Chụp hình cây giùm em nha anh, lại chặn anh, làm em số điện thoại luôn nha.
Rồi ok, cảm ơn đã ủng hộ nhà vườn em ha. Làm em xin thoại luôn nha. Tám trăm rưỡi trời ơi, tội nghiệp em quá trời luôn á. Suy nghĩ kỹ lại nha anh Lại Trần ơi, hôm nay là giá xả nha, 900 mới được nha anh, 900 mới được, 900 một cây có 450.000 bao xít anh ơi, me hái đẹp bây giờ không có hàng luôn đó, đang cháy hàng luôn đó, anh suy nghĩ kỹ nha, đừng có tiếc 50k với em nè. Hôm nay em xả giá vốn cho anh em không có lời miếng nào luôn á. Thường ngày thì nó một cặp nó là trên 1 triệu lần, nhưng mà xả cho anh em là mới đầu còn cặp 950, hôm nay còn cặp có 900 thôi, tại em còn có mấy cặp cho nên là mới để cho anh em giá này. 850 em đi không nổi anh Lợi ơi. Rồi ok, cảm ơn nhiều nha, làm em xin thoại nha. Em mà giá xả rồi thì em để giá vốn cho anh em luôn, em không có lời miếng nào luôn á, tại em còn có mấy cặp mà. Rồi ok, làm em xin thoại luôn anh Lợi Trần. Quanh thân là 13 cent, quanh cũ là 46, chiều cao là 46, quanh thân là 15, quanh cũ là 40, chiều cao là 40. Mè thái nha mình ơi, mè thái nha, lên mầm xuống phẻ hết trơn nữa mình ơi. Đây mè đọt đỏ luôn nè, anh em xem nè. Dạ lên em số điện thoại luôn nha anh ơi. Bên em Lợi Trần cũng nhiều lắm anh á. Lên men số điện thoại luôn nha. Lên vàng cặp to à, nó còn cỡ này thôi anh Hải. Nó còn cỡ này thôi anh. Đây me đọt đỏ luôn anh em xem nè. Còn cỡ này thôi anh Hải. Em còn có mấy cặp em để giá xả cho anh em đó. Em để đồng giá cho anh em một cặp 900 nha, không bớt nha, không bớt gặp đơn luôn nha. Tại em còn có mấy cặp để giá xả giá vốn nha anh, một cặp 900. Rồi ok anh Lại, em cảm ơn anh nhiều nha. Một cặp 900 điều bon luôn. Đó, em còn có mấy cặp nè. Rồi ok, em xuống cặp này luôn nha. Xả hàng cho anh em để mình chuẩn bị mình về luôn. Đây, hồi mè lên mầm rồi đó anh, đang bung mầm luôn á. Quanh thân là 17, quanh cũ là 45, chiều cao là 55, rồi ok anh Lợi Trần nha, để em có chụp hình rồi nữa em gửi hình cho. Rồi cái này là phôi mè thái nha anh ơi. Cái này là để đồng giá cho anh em một cặp 900 bao ship luôn, không bớt thêm miếng nào nữa nha, đại giá vốn rồi. Rồi ok, chốt cho anh Hoàng Trọng Khiêm. Chụp hình cây giùm em nhanh. Chậm là hết, do dự là hết. Cái này còn có mấy cặp nữa hết rồi. Giá xả này thì xả sập sàn cho anh em ha. Rồi chụp hình cây giùm em nhanh, cặp 900 bao ship ha. Cây có 450.000 thôi đó, anh em xem thử giùm em ha. Mía thái nha mọi người, cây có 450.000 thôi. Rồi em đang lên phôi mè thái luôn ha. Đó anh em xem cặp dáng quá luôn ha. Cây này to lắm luôn nha. Cặp 900, quanh thân là 19 cent, quanh cũ là 43, chiều cao nó là 45, quanh thân là 21, quanh cũ là 48, chiều cao là 46. Chiều cao là 46. Thôi mè nha anh, giá sập sàn nha, một cặp 900 thì bọn hai em còn có mấy cặp luôn, xả sập sàn nha anh. Anh em chốt 10 cây cho một đơn hàng là mình sẽ được tặng kèm thêm một cây nữa ha. Bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn. Nghiên cứu thử giùm em nha. Cây này cũng to lắm, mè thái nha anh, chuẩn mè thái luôn. Rồi ok, em xuống cặp này luôn nha. Chốt cặp F103 giùm em ha. Giá chuẩn luôn nha anh. Xả giá vốn luôn á.
Rồi, phôi mè luôn, anh em xem. Quảnh thân 15. Quảnh thân là 15 sen. Quanh cũ là 48. Cao 45. Chiều cao là 45. Quảnh thân 17. Quảnh thân là 17. Quanh cũ là 40. Chiều cao đó là 40 ha. Phôi mè thái một cặp 900. Rồi ok, em xuống cặp này luôn nha, để em lên tiếp tục. Mè thì nó cũng còn cỡ cỡ gì thôi nên nó không có lớn hơn ha, còn có mấy cặp hết rồi. Quanh thân là 17 sen. Cũ 36. Quanh cũ là 36. Chiều cao 40. Chiều cao nó là 40. Quanh thân 19. Quanh thân là 19. Cũ 34. Quanh cũ là 34. Chiều cao 42. Chiều cao là 42. Thôi mẹ thái thôi mà này, chuẩn mẹ thái luôn ha. Thôi mè thái, anh em xem thử giùm em ha. Một cặp nó chỉ có 900. Rồi ok, anh Tâm Trần này em chốt cặp này cho anh ha, 6 900. Rồi ok, cảm ơn anh Tâm Trần đồng hồ nhiều em ha. Hình như hồi trưa anh có đơn đúng không anh? Rồi ok ha. Đây, để em lên cho anh em vài cặp mè nữa, mình sẽ lên phôi hoa dưới Mỹ ha. Lên xem kẽ cho anh em nào cũng có xem hết. Lên mầm rồi đó anh ơi, nó đang bung mầm đó. Nó bung mầm như vậy á, anh em trồng rồi nữa thấy nó khác nè, một đêm sáng ngày thấy nó khác liền, nó bung mầm mạnh lắm. Bởi mình nuôi thành phẩm nó sẽ rất là lẹ luôn á. Quanh thân là 14 sen. Quanh cũ nó là 40. Quanh cũ nó là 48. Quanh thân là 14. Quanh cũ là 38. Rồi cặp này để cho anh em mình 850 nghìn nha. Cặp này 850 bao ship. Cặp này hiện tại đang lên mầm sống khỏe mà anh ơi. Cặp này 850 nghìn nha. Phôi mè thái nha anh, xem thử giùm em. Mã số F115 F27. Cặp này để cho anh em mình 850 nghìn là bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn. Anh em mua hàng bên em chỉ cần chụp màn hình cây có cái mã số em ha. Thì trong vòng 2 tháng có vấn đề gì anh em liên hệ trực tiếp về bên nhà vườn em, gửi kèm theo tấm hình mua trên like ha. Thì bên em sẽ hỗ trợ bù cây cho mình cây bằng giá trị cây đó luôn nha. Rồi ok, em xuống cặp này luôn nha, để anh lên tiếp tục. Em lên phôi hoa dưới Mỹ xả sập sàn cho anh em. Cái hồ mà chưa. Ngồi thái hay quá, ông vô ngồi ông nhậu rồi cái. Quanh thân 24. Quanh thân là 24 sen. Cũng 50. Quanh cũ là 50. Chiều cao là 62. Rồi, cái này là phôi hoa dưới Mỹ ha, 321 cho anh em luôn. Để cho anh em mình 550 bao ship nha. Rồi, tối rồi, không về, ông nhậu rồi ba. Có hù rồi. Cái này 550 nghìn nha, 550 bao ship nha, anh em xem thử giùm em. Anh em gặp đơn sẽ là 400 nha. Giá Mỹ sinh viên các anh. Anh em nào có cần xem cây lớn thì cứ việc yêu cầu ha. Hiện tại đang lên cây này là giá sinh viên thôi. Có 550 nghìn. Anh em gộp đơn thì chỉ có 400 thôi ha. Rồi ok, em xuống cây này luôn.
Quanh thân 27. Quanh thân là 27 cm. Cổ 43. Quanh cổ là 43. Chiều cao là 50. Phô hoa với Mỹ sinh viên em anh. Cái này để cho anh em mình là giá là 500 bao ship nha. Cái này 500 thôi. Anh em gặp đơn thì nó là 350.000. À 242 rồi, ok để em lên 242 cho anh xem luôn nè anh ơi. Quanh thân là 39. Quanh cổ là 62. Cao 62. Chiều cao là 62. Rồi anh xem thử giùm em nhanh. Thì cây này nó là 1,5 triệu. Cây này 1,6 triệu để mình 1,5 triệu luôn đó anh Thắng. Cây này để giá hỗ trợ cho anh em mình là 1,5 triệu bao ship nha. Thì anh em có đơn rồi, anh em gặp đơn có 1,350 triệu thôi. Thôi xin lỗi ha, 1,250 triệu là giá em bao ship cho anh em rồi. Hiện tại em đang lên cây này là pho hoa dưới Mỹ ha. Cây này là giá thường em bán là 1,6 triệu, hôm nay để mình còn 1,5 triệu. Chị em chỉ xả duy nhất trong buổi live hôm nay thôi ha. Rồi ok em xuống cây này nha, để em lên tiếp tục cho anh em ha. Em lên mấy cây này tầm trung các anh. À, cây này hôm nay để cho xã mình 1,3 triệu bao ship nha. Anh em gặp đơn còn 1,050 triệu luôn. Quanh thân 38. Quanh thân là 38. Cũ 58. Quanh cũ là 58. Bay 60. Chiều bay nó là 60. À, cây này là giá 1,3 triệu các anh, 1,3 triệu bao ship cho anh em mình tận nhà ha. Mình chỉ xả duy nhất trong buổi live hôm nay thôi, 215. 1,3 triệu bao ship cho anh em mình tận nhà luôn, anh em mình xem thử giùm em. Em xả hàng trong buổi live hôm nay thôi ha. 1,000,000 không được anh Thắng thôi. Cây này giờ nếu anh Zalo thì em để cho anh 1,1 triệu á. 1,1 triệu bao ship nha. Cây này 1,000,000 em chưa ra đi được. Em tại vì em báo giá xả là xả theo cái giá niêm yết với anh. Chứ cây này thường mình 1,4 triệu á. Tại hôm nay là mình còn ít hàng thôi. Để giá xả cho anh em mình dọn vườn luôn để mình về luôn mới. Ngày mai mình sẽ có hàng mới về nha anh. Khoa hoa với Mỹ khủng về. Rồi anh em mình xem thử giùm em nha. Cây này là 1,1 triệu đi anh Thắng thôi. Một triệu nữa hả? Bây giờ để xả luôn đó. Cây này anh Thắng anh chốt trước nha anh Thành Nhân. Bây giờ em chốt cho anh Thắng nha. Em chưa biết hả, để cho xem màu luôn. Rồi cây này em chốt cho anh Thắng nha, để cho anh 1,000,000 luôn. Để cho mình xem hình nè. Hoa ghim luôn. Để hôm nay mình còn ít xả cho anh em nha. Xả giá 4 cho anh em luôn, để mình về luôn mới luôn. Xả hàng dọn vườn. Chụp hình cây xong lên máy điện thoại luôn nhanh. Đang để em cho anh xem hoa. Cây này là cây ghim nha anh. Hoa với Mỹ ghim này cho anh xem cái màu hoa ghim của nó luôn. Dạ ship ở đâu cũng được anh Lê Tấn Khoa ơi. Miễn ở trong Việt Nam là mình ship được hết. Rồi cây này là cây với Mỹ ghim nè. Cây bonsai. Hoa ghim luôn nè anh. Hoa nó thì dạng hoa chùm như thế này rất là đẹp nè. Thanh toán trước anh. Dạ được anh. Anh muốn thanh toán trước cũng được. Mà anh muốn thanh toán khi mà nhận cây cũng được. Anh Lê Tấn Khoa. Rồi bây giờ em lên tiếp tục ha. 1,3 triệu bao ship. Quanh thân 35. Quanh thân là 35 cm.
Quanh cũ là 56. Cao 53. Chiều cao là 53. Hiện tại anh đang lên cây này là pho hoa dưới Mỹ ha, dáng độ treo thì cây này. Rồi anh Thắng ơi, lên em số điện thoại nha, anh Thắng ơi có số điện thoại em mới Zalo cho anh được ha. Cây này 1.300.000 giùm anh, 1.300.000 bao ship. Cây đổ treo nha. Cây này có 1.300.000 thôi, giá bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn. Rồi ok, em xuống cây này luôn để em lên cây tầm trung. Giá xả sập sàn nha mấy anh. Rồi cây này tiếp tục cho anh em luôn nha. Cây này để cho anh em mình là 1.000.000 bao ship luôn. Anh em gộp đơn sẽ còn có 800 cho cây này thôi nha. Quanh thân là 42 cm. Quanh cũ là 55. Chiều cao là 58. Phôi hoa dưới Mỹ anh em xem thử giùm em ha. 1.000.000 bao ship cho mình. Anh em gặp đơn sẽ là 800 luôn. Bao ship bao sống anh em mình tận nha. Rồi ok anh Thành Nhân nha, em chốt luôn 800 cho anh luôn đó. Chụp hình cây giùm em. Giá xả sập sàn. Rồi chụp hình cây giùm em anh Thành Nhân ơi. 214 nha, Zalo cho anh Thành Nhân luôn. Mình xả trong buổi live hôm nay thôi các anh ơi, qua hết ngày hôm nay thì giá sẽ quay về vị trí cũ nha, ngày mai hàng về nha anh. Rồi chụp hình cây giùm em nhanh Thành Nhân lên em xin thọ luôn nha. Rồi để anh tiếp tục phô hoa dưới Mỹ. Rồi ok anh Thành Nhân, em thấy xin thọ của Thành Nhân rồi, cảm ơn ủng hộ nhà vườn em ha. Rồi tiếp tục cây này quái nha anh, cây này để cho anh em mình là giá là 1.100.000 bao ship nha. Quanh thân là 43. Quanh cũ là 65. Chiều bay nó là 60, 1.100.000 bao ship nha anh. Anh em gộp sẽ còn có 1.000.000 à, còn có 850 nên là giá em sẽ gộp đơn cho anh em 165 nha anh, 165 giá của nó chỉ có 1.100.000 thôi, bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn. Hồ Hoa dưới Mỹ. Cái này là giá 1.100.000 cho anh, anh em xem thử giùm em ha. Hôm nay là giá xả cho anh tranh thủ ha. Dạ 700 chưa được anh Trung ơi. Cái này 700 chưa được. Cái này 1.100.000 để cho anh 900 á. Tại vì em báo giá xả, báo giá giảm nha anh, giá niêm yết giảm xuống. Em báo giá niêm yết giảm xuống cho anh em rồi á, rồi bớt không hủy, rồi bớt gộp đơn nữa. Cái này nếu anh Zalo thì để cho anh 900 nha anh ơi. Bao ship. Cây khá là to luôn nha anh Trung. tám trăm chà ba lửa luôn á. Giờ để anh 850 luôn đó, anh em mình cưa đôi luôn anh Trung. Cái này em để Zalo cho anh 850 luôn đó, cưa đôi luôn, anh em mình cưa đôi ha. Được thì ok em nha. Rồi ok em xuống cái này luôn nè, để em lên tiếp tục. Giá xả lên ơi, hôm nay xả này là xả giá vốn cho anh em chơi thôi chứ không có lời như nào đâu. Quanh thân 28. Quanh cũ là 58. Chiều cao nó là 55. Rồi tiếp tục cho anh em luôn ha, pho hoa dưới Mỹ chân dài giùm anh, 900 bao ship nha. Cái này 900 giùm anh em gộp thì có 750 nghìn cho cây này thôi. Đây anh Trung ơi, cây này có 900 nè anh Trung ơi, sinh viên chân dài nha.
175 900 bao ship. Anh em nào mình đã có đơn hàng bên em hồi từ trưa tới giờ đó thì anh em gộp đơn, cái này nó còn có 750 rồi, là giá anh sẽ gộp đơn cho anh em ha. Hiện tại anh đang lên pho hoa với Mỹ sinh viên thôi. Giá có 900 thôi mà anh, cây này chân già luôn đó. Rồi ok, em xuống các bạn ha. Đây, hiện tại em này là phôi hoa dí Mỹ luôn, sinh viên. À, cây... Rồi ok, anh Hưng đoạn xíu nha, xong cái này đi rồi em lên trên chụp màn hình luôn. Chốt cho anh luôn 700. Quỳnh Hân là 37 cent, Quỳnh Cũ là 55, chiều cao là 63. Rồi cái này để cho anh em mình là 900 luôn đó, bao xếp nha, 198, cây dính bài với anh, 198 giá 900, anh em gặp đâu sẽ là 750 nghìn bao xếp. Rồi ok ha, cái này 900 nha anh, anh em gặp đâu sẽ còn có 750 nghìn. Đây để em lên trên Hân chụp màn hình cây luôn nha. Chốt 165. 165 đâu. Mới xuống cái gì kìa coi ơi. 165 đâu. Rồi ok, gộp cho anh H3 đồng. Rồi chụp hình cây giùm em nha anh Hưng. Rồi gộp đơn cho anh H3 đồng luôn, 850. Chụp hình cây giùm em nha. Cho luôn. Rồi mã số G165 ha. Rồi gộp đơn cho anh luôn, 850. Hát 3 đồng. Rồi chụp hình cây giùm em nha. Rồi ok anh ha. Giá xả sập sàn anh em ơi. Hiện tại em đang lên phô hoa dí Mỹ luôn, anh em xem thử. Giá xả sập sàn, giá nát sàn. Cây này nó bị thương như thế này xíu mà anh, thì để cho anh em mình là giá 900 luôn. Đó, cây này cây tầm trung nhưng mà nó do nó có bị cái vết thương. Để cho anh em mình 900 bao ship. Quỳnh Hân 35. Quỳnh Hân là 35 cm. 58. Quỳnh Cũ là 58. Chiều cao là 58. Cây này là cây tầm trung nha anh, do nó bị thương nha. Do nó bị thương đó, gãy nhiều quá khi mình ấy tới luôn mà anh nó giật. Thì cây này để cho anh em mình giá xả là 900 nha, bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn ha. Phôi hoa dí Mỹ nha anh. Cái này là 900, anh em gặp đơn sẽ là 750 nghìn. Cái này là dạng cây tầm trung đó anh, nhưng mà do nó bị thương á cho nên mới để cho anh em cái giá sinh viên. Rồi cái này là giá 900 nha anh, 900 bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn ha. Phôi hoa dí Mỹ nha anh ơi, sinh viên nha. Cái này để giá xả cho anh em á 700. Rồi ok, chốt cho anh luôn đó. Ok luôn, chụp hình cây giùm em nha anh Trung. Chụp hình cây xong lên mạng số điện thoại nha. Chụp hình cây lên mạng số điện thoại luôn nha. Rồi ok anh Trung ha. Rồi đem lên tiếp tục. Giá xả sập sàn nha anh đây. Rồi tiếp tục cho anh em luôn, cây này để cho anh em mình là giá 900 luôn ha. Quỳnh Thân là 28 cm. Quỳnh Cũ là 68. Chiều bay là 65. Đó, cây này mình chơi dán huyền được không anh? 900 ha, giá xả trong buổi live hôm nay thôi em anh. Hết ngày hôm nay mình sẽ giá mình quay lại vị trí cũ nha. Em này nó cũng có bị thương em anh. Ở trên nó bị thương đó, bạn ngón tay tay giữa của em nè. Hai vết. Cái này để giá sở anh em ha, 900 bao ship cho anh. Anh em mình xem nha, giá hấp dẫn cho anh. Chỉ duy nhất trong một buổi live hôm nay thôi, ngày mai hàng mình về. Ngày mai có thể bên em sẽ offline buổi tối ha, buổi trưa và buổi tối hàng về. Anh em lo tập trung vệ sinh cây rồi qua bữa sau mình sẽ lên sóng cho anh em. Buổi trưa lúc 11:30, buổi tối thì 18 giờ. Rồi ok, em xuống cái này nha. Giá xả sập sàn em anh ơi.
Rồi tiếp tục cho anh em luôn ha. Cây này nó dán chật quá em anh, em cũng có bị thương chút xíu ha. Mà cây này để cho anh em mà giá nó còn có 1.200.000 bao ship thôi. Quanh thân là 37. Quanh cũ là 62. Chiều cao là 58. Cây này thường là 1.400.000 á, hôm nay để mình là còn có 1.200.000 thôi. Gặp đơn để cho anh em 950.000 bao ship nha. Giá xả trong ngày hôm nay thôi anh xả hàng giá vốn luôn á. Một triệu 200k bao ship cho anh em luôn. Cái này anh em gộp đơn thì giá nó sẽ giảm xuống còn có 950.000 thôi ha. Phôi hoa dưới Mỹ cây tầm trung đẹp giống anh, mã số G706 ha. Rồi ok em xuống cái này luôn nè để em lên tiếp tục nha. Rồi giá xả sập sàn cho một con thú dán đổ trên bằng xay nhé anh. Quanh thân 33. À, cái này để mình là 900 bao ship luôn, quanh thân là 33. Cũ 48. Quanh cũ là 48. Chiều 3 là 65. 301 nhé anh, 301 nha. Cái này có 900 thôi, anh em gặp đơn thì có 700 gửi để cho anh em mình 700 luôn con thú nha. Phô hoa dưới Mỹ hình thú nhé anh, dán đổ luôn. Rồi ok em xuống tay nha, để em lên tiếp tục nha. Quanh thân là 28 cm. Quanh cũ là 53. Chiều cao là 58. À, tiếp tục luôn nha. Em này để cho anh em mình là 1.000.000 bao ship luôn. Hình thú nha anh. Cái này anh em gặp đơn để anh em mình là 850.000 bao ship nha, cây hình thú ha. 618 trên bằng xay anh cũ đẹp nha. Anh em gặp đơn sẽ là 850.000 là giá anh đã bao ship bao xong cho anh em mình 2 tháng luôn. Phôi hoa dưới Mỹ nha anh. 618 trên bàn xe anh em mình xem thử giùm em nha. Rồi ok em xuống cho bạn nha, đăng lên tiếp tục nè. Giá xả nha anh ơi, qua ngày hôm nay là không có được giá này nha. Mai hẹn về rồi. Một em dán quái luôn các anh, 650.000 bao ship nha, sinh viên dán quái nha mày này. Quanh thân là 28. Quanh cũ là 45. Chiều cao là 50. Có 650.000 thôi anh, là giá anh đã bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn ha. Hiện tại đang lên cái này là phô hoa dưới Mỹ, giá sinh viên cho anh em thôi. Hiện tại là mình có phô hoa dưới Mỹ nè, phô me nè, me Thái nha anh, xăm trái xù ha, dưới Mỹ ghép. Anh em mình có cần xe mặt hàng nào cứ việc yêu cầu ha. Hiện tại là mình chỉ còn một số em thì em để giá xả cho anh em luôn. Thì cái này để cho anh em mình là 650.000 bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn ha. Phô hoa dưới Mỹ. Rồi ok em xuống cái này luôn. Mấy cái dòng này thì nó dễ mà anh em về lên chậu giùm em thì anh em muốn cây zin cũng được, mà anh em muốn ghép thì anh em nuôi nó tầm khoảng hơn một tháng anh em có thể ghép được ha.
Mình muốn thích màu nào thì anh em ghép màu đó. Quanh thân 33. Quanh thân là 33 cm. Quanh cũ là 45. Chiều cao nó là 50. Quanh thân là 29. Quanh cũ là 46. Chiều cao là 58. Rồi anh em mình xem thử giùm em nha. Cái này là phô hoa với Mỹ sinh viên thôi. Cái này để cho anh em một cây, nó giá nó chỉ có 500 bao ship nha. Anh em gặp đơn cây này một cây nó chỉ có 350.000 là bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn. Rồi ok, em xuống cặp này luôn nha, để em lên tiếp tục. Quanh thân là 28, quanh cũ nó là 40, chiều cao là 55, quanh thân là 24, quanh cũ là 45, chiều cao là 55. Hiện tại đang lên cây này là phôi hoa dí Mỹ nhưng mà đang sinh viên ha. Thì một cây để cho anh em mình giá nó có, cái này để cho anh em một cây, cây bên đây là để cho anh em mình là 450.000 ha, anh em gặp đơn là 300. Cái này hai cây này một cây đó là 450.000 đó, 450. Nếu mà anh em chốt một cặp thì nó 650.000 thôi, mà anh em chốt một cặp có 650.000 thôi, bao ship cho mình hết rồi ha. Rồi ok, em xuống cặp này luôn nha. Quanh thân là 25 cm, quanh cũ là 50, chiều cao là 52, quanh thân là 23, quanh cũ là 48, chiều cao nó là 50. Hoa hoa dưới Mỹ nhưng mà đang sinh viên ha. Cây này một cây nó là giá 600 bao ship cho mình, hai cây này một cây nó là 600. Nếu mà anh em chốt một cặp thì nó có 950.000 thôi ha. Hoa hoa dưới Mỹ, cây này sinh viên cho anh em thôi, giá hấp dẫn nha. Cái này để giá xả cho anh em á. Còn cây này là 600 một em. Nếu mà anh em có đơn rồi gặp đơn một cặp này nó còn có 900 là giá anh đã bao ship cho mình rồi ha, là giá gặp đơn một cặp nha anh. Còn cây 450.000 đó. Rồi anh em mình xem thử giùm em. Rồi ok anh Trung ha. Vậy em chốt cặp này cho anh là 900. Và chụp hình cây giùm em nha anh Trung. Chụp hình cây giùm em nha anh Trung ơi, chốt cặp này cho anh ha, 900. Rồi ok, cảm ơn ủng hộ nhà vườn em ha.
như của anh là 6 cây rồi đó anh Trung ơi. Cán 4 cây nữa đi, 4 cây nữa em tặng cho anh thêm cây. Đây, em này nó có bị thương cái mà anh hai em này nó bị thương ha. Để cho anh em mình một cây 550 nghìn bao ship. Cây này cây lớn nha. 550. Cái này để giá xả cho anh em á. Thì nếu mà anh em chốt một cặp này nó có 850 nghìn thôi ha. Cao to mà anh nó bị thương nha. Quành thân là 25 cm. Quành cũ là 50. Chiều cao là 66. Quành thân là 24. Quành cũ là 50. Cây đó bị thương ở chỗ đó lớn mà anh, ở trên thì nó có nhỏ thôi, còn cây bên đây thì nó bị nhầm ít nhẹ, nó bằng đầu ngón tay út thôi. Thì cặp này 550 nghìn một em, anh em chốt một cặp nó 850 nghìn nè, bao ship cho mình rồi ha. Cặp này nó đang có bị thương thì để giá xả cho anh em mình luôn á, 850 một cặp bao ship. Hiện tại em đang lên cây này là phôi hoa dưới Mỹ, cây sinh viên thôi anh, thì cặp này để anh em có 850 nghìn thôi ha. Rồi ok. Xuống. Anh em chốt 10 cây cho một đơn hàng là mình sẽ được tặng kèm thêm một cây luôn. Quành thân là 29 cm. Quành cũ là 50. Chiều cao là 52. Quành thân là 27. Quành cũ là 45. Chiều cao nó là 50. Rồi, cây này là phô hoa dưới Mỹ dáng quái, mang một cây 600 nha. Anh em gặp đâu một cây còn 450 thôi đó. Một cây 600. Anh em chốt một cặp thì nó có 950 nghìn thôi. Cặp này nếu mà anh em giao lưu thì nó 950 nghìn ha. Cây gắn quái nha anh. Rồi ok, hang xuống cây nha. Cây này nè, một cây là giá 600 nha anh. Quành thân là 21 cm. Quành cũ là 55. Chiều cao là 58. Quành thân là 23. Quành cũ là 50. Hiện tại chiều cao là 58 nha anh. Cái này là phô hoa dưới Mỹ ha, sinh viên luôn. Cái này để cho anh em mình là giá 450 bao ship nha. Anh em gặp đâu một cây nó chỉ có 300 nghìn thôi. Rồi ok, em xuống cái đăng nha, em lên tiếp tục nha. Quành thân là 27 cm. Quành cũ là 48. Chiều cao là 52. Hiện tại này là phô hoa dưới Mỹ luôn, anh em xem thử. 550 bao ship nha. Anh em gộp cho còn 400.
Đây để em lên lên cái đó. Phôi này là phôi hoa dưới Mỹ nha, anh Nguyễn Đình Tập ơi. Phôi hoa dưới Mỹ nha anh. Cái dòng này thì nó dễ trồng lắm anh, dễ trồng, dễ chăm sóc. Anh em đầu tư nó cũng mau, cũng mau có tương lai. Nó nhẹ công chăm sóc thì anh em cũng đỡ vất vả hơn. Hiện tại là em đang để giá xả cho mình luôn á. Quanh thân của nó là 28 cm, quanh cũ là 45, chiều cao nó là 55. À cái này để cho anh em mình là giá 600 luôn nha, 600 bao ship cho anh. Hôm nay là giá xả sập sàn cho anh, mã số G268. Thì hôm nay mình cũng còn ít thôi, để giá xả cho anh em, ngày mai mình sẽ về lô mới nha, anh em đón theo dõi ha. Ngày mai có thể là bên em sẽ ốp nguyên ngày ha, thì ngày mốt bên em sẽ lên sóng bình thường. À, tối nay em cũng còn ít thôi, để giá xả cho anh em luôn á. Mai mình sẽ có lô mới về, anh em mình đón theo dõi like ha. Ngày mai anh em đón theo dõi like thứ 6 nha. Thứ 6 mình sẽ có hàng mới. Rồi ok, em xuống cho anh em nha, để mình tiếp tục cho anh em nha. Cái này mình lên đổ được anh, cái này nó cũng có bị thương như này xíu nha. Để giá hỗ trợ cho anh em luôn. Cái này để cho anh em mình là 700 bao ship nha. Quanh thân là 27 cm, quanh cũ là 53, chiều cao là 55. Cái này anh em gộp đơn sẽ là 550.000 bao ship nha. Phôi hoa dưới Mỹ nha anh, phôi hoa dưới Mỹ. Cái này đổ đẹp nha anh, cái này anh em lên đổ đẹp á. 500 luôn. Rồi ok, anh Hùng Phan luôn đó, Zalo cho anh Hùng Phan. À, lợi em cái khác đi anh Hưng ơi, gặp đơn cho anh Hùng Phan nha. Anh Hưng lợi em cái khác luôn nha anh Hưng. Cây này nó có bị thương, để hỗ trợ cho anh luôn á. Con cây to nó bị dập kìa anh ơi, bị thương kìa anh Hùng Phan, để em lên cho anh luôn, giá xả luôn. Cây em bữa ngã đó. Cây okay, bự chập bá luôn anh Hùng Phan ơi, mà ngã một cái đau thương á. Rồi em chốt mã số G328 nha. Rồi vô luôn cho anh luôn, gộp 500. Rồi anh Hùng Phan chụp hình cây giùm em nha anh Hùng Phan. Rồi làm em xuyên thoại luôn nha. Đây đếm lên nè. Rồi cây to cũng đặc đã lắm. Rồi ok. Đó anh thấy không, đau lòng ghê luôn á. Cái này em báo giá xả là giá chuẩn luôn nha anh ơi. Đó, để giá vốn nha anh em mình chơi luôn. Cái này tiếp tục. Nó ngã một cái thiệt là đau lòng. Kỹ nha, để nó ngã một cái nữa. Rồi tiếp tục cho anh em luôn ha. Phôi hoa dưới Mỹ. Cây này để cho anh em mình là 600 bao ship nha. Cây này là cây tầm trung á, nhưng mà nó bị ngã. Bên đây thì nó bị nhẹ thôi. Cây này để cho anh em 600 nha, không bớt nữa nha. Giá xả giá vốn cho anh em luôn á. À, cái này 600 nha anh, cây này dạng cây tầm trung nhưng mà nó do nó bị thương. Bình thân 29. Dạ 500 giao lưu không được anh ơi, cây này bị thương em để cho anh em 600 không bớt, hồi nãy em có nói rồi á. 500 không được anh. Tội nghiệp em. Bình thân như 29. Bình thân là 29 cm. Bình cũ là 55. Chiều 3 là 65. Thông báo cho anh em cây là cây tầm trung đó, nhưng mà em bán giá xả cho anh em giá vốn luôn 600 là nãy. Rồi ok anh Hùng Vang, ok chốt anh ha. Hồi nãy lên là em báo cho anh em là em không có bớt được cây này, là em để vốn cho anh em luôn chứ đâu có lời lớn như mấy cây này đâu. Rồi ok ha, em chốt mã số G306 ha. Rồi giao lô cho anh luôn 600, như bán vốn cho anh em mình lại luôn á. Rồi cái này em giao lô cho anh Hùng Vang rồi nha anh ơi. Rồi chụp hình cây giùm em nha. Còn cây nào nữa không? Nhớ còn nha. Coi thử rồi. Coi có cây nào bị thương, bị tích nữa không cho anh Hùng Phan. À, cái này là 650 bao ship nha. Quanh thân là 33 cm.
Quanh cũ là 58. Chiều cao nó là 50. 650 gần cho anh là giá hành trả bao ship bao sống cho nên mình 2 tháng luôn ha. Lên luôn đi, đây bị thương tiếp tục nữa nè. Mình thùng phan hả, anh lấy cây to, coi cây to, to luôn. Rồi ok, để lên cây bị thương nữa nè anh đây. Đó, cây đổ đẹp luôn nha, nó cây này nó giá gốc của nó 1,1 triệu. Đây bị thương tích từ lừa hột dưa luôn. Xem cây có chậu bên trái. Rồi ok, anh Lê Phi Hồng đợi em xíu nha. Hôm nay xả hàng luôn anh. Rồi cây này đã cho anh em mình là 550 nha, giá chuẩn nha anh này. Cây này dán đổ luôn á. Cái này em xả để vốn cho anh em chơi luôn, 550 bao ship. Dán đổ nha. 229. Rồi cây này là anh em xem thử nè, cây này nó bị thương ha. 34. 550 bao ship, quần thân là 34 cm. Quần cũ là 60. Rồi anh em mình xem thử giùm em ha. 550 đi anh. Tùy thôi anh Phúc Dương ơi, cái không phải là nhất thiết là thứ năm đâu anh. Cái đó là anh xem chưa kỹ rồi đó. Ví dụ như bên em hàng mà nó hết, không nhất thiết là ngày nào hết. Nó hết, nên hôm nay là em cũng còn, nói chung là nó cũng còn ít thôi. Thì xả cho anh em, tại vì ngày mai mình nhập hàng, anh em để ý. Ví dụ như ngày mai nhập hàng là đêm nay là mình sẽ hàng nó còn rất là ít thì mình sẽ xả luôn. Thì qua ngày hôm nay ví dụ như còn lại cây nào thì em sẽ bán lại giá cũ nha. Tại vì mình còn nó ít thôi. Rồi cây này để cho mình 550 anh Hùng Phan ơi. Tội nghiệp em, anh Hùng Phan ơi. Không phải là thứ năm mà mình xả đâu anh. Tùy theo hàng mình hết ngày nào thôi. Rồi cái này anh em mình xem thử giùm em. Phôi hoa dưới Mỹ anh ơi. Anh Linh Xuân. Xuân Linh. Cái này phôi hoa dưới Mỹ. Trời ơi nó bị thương. Em hết tiền rồi. À, rồi ok, chốt cho anh ăn luôn 500 luôn đó. Em bán lỗ cho anh cây này luôn á. Rồi chụp hình cây em nghe Hồng Phan. Rồi em chốt mã số G229 luôn ha. Rồi cho anh luôn 500. Chụp hình cây em nghe Hồng Phan. Mấy cây tầm trung không anh ơi. Nhưng mà do nó bị ngã, nó bị va chạm cho nên là nó bị thương tích đầy người. Cho nên bán lỗ cho anh cây. Rồi ok, để em kiếm cây. Tại vì mấy cây đó là cây nó bị thương lớn nè anh. Bị thương lớn. Rồi anh em mình xem thử nha. Phô hoa dưới Mỹ. Quanh thân là 24 cm. Quanh cũ là 43. Chiều cao là 52. Cây này quái nha anh. Đó, 550 bao ship nha. Cây này anh em gộp đơn thì có 400 nghìn thôi đó. Cây này anh em gộp đơn thì chỉ có 400 thôi là giá anh đã bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn ha. Hiện tại đang lên cây này là phô hoa dưới Mỹ, cây sinh viên mầm non cho anh em thôi ha. Rồi ok, em xuống cái này nha, để em lên tiếp tục nha. Có cây dán đổ bị thương trong chậu kìa. Ôi. Có cây vip nè, mấy anh đang có cây vip bị thương tích nè. Anh Hồng Phan chuẩn bị cây dán đổ anh ba. Để em xíu nha, xong rồi em lên một cây bị thương nữa cho anh em. Để giá vốn cho anh em luôn, không có lời luôn. Rồi tiếp tục. Quanh thân là 29 cm. Quanh cũ là 45. Chiều cao là 60. Rồi tiếp tục cho anh em ha. Cái này để anh em mình là 550 bao ship. Anh em gộp đơn nó sẽ có 400 thôi. Anh em gộp đơn cái này nó 400 là bao ship cho mình luôn, tận nhà ha.
Cái này nó cũng bị thương lắm anh, bị thương ha. Cái này để gộp đơn cho anh em 400 luôn đó. Giá xả cho anh em ha, có 400.000 cây này thôi mấy anh ơi, bao ship nha. Nó có bị thương chỗ đó cho nên để giá hỗn ngợi cho anh em, giá xả nó có 400 thôi. Trà bá lửa luôn các anh ơi. Cây này là trà bá lửa luôn á. Bỏ lỡ cây này uổng quá, tiếc quá mà. Anh Nguyễn Văn Cứ, 400 cây này trà bá lửa luôn đó nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cây khủng nè mà nó bị thương. Đau lòng lắm anh ơi. Trời ơi, 350 không được anh ơi. Trời ơi, 350 không được anh. Quạnh thân là 31 cent. Quạnh cũ là 60. Chiều bay là 70. Đó, anh em xem cây gắn đổ ha. Đó, rất là đẹp. Đó, nó bị thương đây, em cho anh em mình xem bị thương đây. 4 vết. Bên đây 1 vết, đây 1 vết. Nên nó bự bằng tay cái của mình vậy đó. 2 vết dưới nó bự bằng tay cái ha. Còn 2 vết trên nó nhỏ bằng tay út thôi. Ngày cây này để giá hữu nghị cho anh em mình luôn, 1.500.000 bao ship nha. Anh em xem nha, cây này cây khủng nha anh, cây gắn gỗ luôn mà để cho anh em giá là 1.500.000 thôi. 314. Còn nếu mà anh em bỏ chậu thì để cho anh em mình tròn 1.000.000 luôn. Bỏ chậu để cho anh em mình tròn 1.000.000 nha. Cây khủng trà bá lửa luôn á. 2 vết ở dưới thì nó bự bằng ngón tay cái ha, ở trên thì nó bự tay út thôi. Cây này nếu mà anh em bỏ chậu thì để cho mình là 1.000.000 bao ship. Dạ 800 không được anh. Nếu mà anh em bỏ chậu để cho anh em mình 1.000.000 ha, giá hữu nghị rồi anh ơi. Có lợi lắm gì đâu, để giá vốn cho anh em chơi luôn á. Rồi ok em xuống cái này nha. Chín trăm. Bỏ chậu hay sao anh Lê Phi Hồng ơi? Bỏ chậu giao lưu cho anh luôn nha. Bỏ chậu mới được nha, còn lấy chậu em giao luôn không được nha. Tiễn em nó luôn á. Được thì ok em nha, anh bỏ chậu nha anh Lê Phi Hùng. Bao hàng cho em mấy cây to khủng không đó, này là để giá vốn cho em chứ không lời luôn á. Sao rồi đây, bỏ chậu để cho anh luôn. Dạ có phô mini luôn anh khách tiệp. Dạ bá lửa luôn á nha anh Phi Hùng. Tại vì nó bị thương là 4 vết ha, 2 vết dưới bằng tay cái ha, còn 2 vết trên tay út thôi. Rồi ok vậy chốt cho anh ha, chụp hình cây giùm em ha, bỏ chậu ha. Mày bán cái này, mấy cây này nó thật sự cho anh em bao lời cho anh em luôn á. Rồi mã số G314 ha, rồi giao lưu cho anh luôn. Chụp hình cây giùm em nhanh. Lê Phi Hùng. Rồi chụp hình cây lên em số điện thoại luôn nha. Hữu nghị cho anh em mình chơi vui thôi. Rồi mini nè anh ơi, đem lên mini nè. Lên em số điện thoại luôn nha anh Lê Phi Hùng. Cây này 350 nghìn nè anh ơi. 350 anh em gộp đơn thì giá nó giảm xuống còn có 200 thôi. Cây này là mini. Rồi ok anh Nhất Thành. Rồi ok anh Lê Phương Hùng nha. Em thấy số điện thoại của anh này nha. Quanh ăn là 23. Quanh cũ nó là 45. Anh khéo đùa. Rồi cái này là giá 350 nghìn nha anh ơi. Siêu mini luôn nè. Anh em mình gộp thì có 300 thôi là giá anh bao ở 2, gộp đơn có 200 thôi. Cái này gộp đơn có 200 thôi nhưng anh giá hình bao ship bao sống cho nên mình 2 tháng luôn ha.
khoai hoa dí Mỹ. Mầm non cái anh. Đây cây nhỏ gì mini gì được cho anh ơi, nhỏ nhất luôn rồi đó. Rồi chốt cho anh 200 luôn, gặp đơn luôn, chụp hình cây giùm em nhanh nhất Thanh. À chụp hình cây giùm em nha. Rồi em chốt mã số G319 nha, rồi Zalo cho anh luôn 200 nhất Thanh. Rồi ok anh ha. Rồi ok anh. Đây để em lên tiếp tục cho. Mini nữa. Dạ đúng rồi, bé nhất luôn rồi đó anh Khắc Tiệp ơi, bé nhất luôn rồi đó. À, em lên tiếp tục cho anh em ha. Khoa hoa dưới Mỹ, cây này một cốt đẹp cho anh. Cây này để cho anh em mình là giá nó chỉ có 650 bao ship thôi. Anh em gặp đơn cây này 500 nha. Một cốt mà hình thú nè anh ơi. Cây này một cốt hình thú nha, 650 bao ship. Mini nè anh ơi, lùng lực. Quảnh thân là 27 cent. Quảnh cũ là 45. Chiều cao là 45. Hiện tại này là giá 650 nghìn nha. À, cỡ đó là nó bé nhất luôn rồi đó anh Khắc Tiệp ơi. Đang kiếm nào nhỏ nữa. Cỡ đó là bên em là nhỏ nhất rồi đó, không có cây nào bé nữa nha. Không có cây nào bé nữa hết á. Cây này là 650 nghìn nha, anh em xem thử giùm em một cốt nha. Anh em gặp đơn sẽ còn 500. Rồi ok, em xuống cái này đông nè ha. Giá xả nha anh. Quảnh thân là 26 cm. Quảnh cũ là 43. Chiều cao là 50. Kiếm đâu ra hay lắm. Đấy 10 cây. Trời ơi trời. Rồi tiếp tục cho anh em nha. Cây này để giá không kệ cho anh em luôn. Cây này quá cho mai này. Cây này để cho anh em mình là 600 bao ship nha. Anh em gặp đơn là 450 nghìn. Khoa hoa dưới Mỹ. Cây này hôm nay để giá xả cho mai này. Thì trời chỉ trong cái buổi live hôm nay thì mình được giá xả thôi ha. Mai hàng mình về nhớ anh, ngày mai mình sẽ ớt nha. À, cái này là giá 600 anh em xem thử em, nếu mà mình gặp đơn thì giá nó sẽ giảm xuống còn có 450 là giá em bao ship cho anh em mình ha. Khoai hoa với Mỹ cho anh ơi. Rồi ok em xuống cái này luôn. Cái này 400 không được anh Trung ơi, 450 mới được anh Trung. Cái nào nhắm em báo giá anh em biết đều có giảm xuống cho anh em ha. Cái nào nhắm bớt được em bớt cho, còn cái này em bớt không nổi. Rồi tiếp tục luôn, một cây dán bay. Quỳnh Hân là 27 cm. Chiều bay nó là 70. Hiện tại này là giá 650 nha anh. 326 giá 650 bao ship. Anh em mình xem thử giùm em nha, nếu hợp nhãn thì mình giao lưu luôn ha. Rồi ok em xuống cái này luôn nha, 650. Rồi ok nhất Thanh luôn, gộp cho anh 400 luôn đó. Chụp hình cây giùm em nha. G326. Rồi chụp hình cây giùm em nhanh nhất Thanh. Rồi tiếp tục cho anh em luôn ha, 400 bao ship. Cái này anh em gặp đơn giá 250 nghìn nha. 316 gặp cái này có 250 nghìn đó anh này. Quảnh thân là 24 cm. Quảnh cũ là 60. Chiều cao 51. Chiều cao nó là 51.
Rồi 400 nha anh, 400 bao ship cho anh em mình tận nhà ha. Anh em gặp đơn thì có 250.000 thôi, bao ship bao sống anh em mình 2 tháng luôn. Rồi ok ha, xuống cái này luôn nha. Quanh thân là 23 cm. Quanh cũ là 42 em anh. Chiều cao 58. Rồi tiếp tục cho anh em luôn ha, phong hoa dưới Mỹ. Rồi 450 bao ship luôn. Anh em gặp là 300 nha. Giá sập sàn em anh, cái này anh em gặp đơn có 300.000 thôi nè. Một 147 giao lưu rồi anh hỏi thấy Nguyên ơi. 147 em giao lưu rồi anh. Hôm nay em đang xả hàng nè, đem lên cây nãy dân đổ rồi. Đổ treo nãy là cây đổ treo cây tầm trung á. Cây 147 em bán rồi. À không không. Đây nè, 209 kìa. Em lên cho anh xem thử cây 209 là anh Hồi Thái Nguyên. Ngày mai là bên em có lô mới về. Thì tối nay em còn ít, em xả hàng cho anh em. Mai em về thì ngày mai thì bên em sẽ offline nha anh. Ngày mai up buổi trưa và buổi tối luôn. Thì bữa thứ 6, ngày thứ 6 lúc 11:30, buổi tối thì 18:00. Anh em đón theo dõi live, mình sẽ săn hàng mới về nha. Cây này là phôi hoa với Mỹ nha anh Xuân Nguyễn. À cây nhỏ trên kệ là cây gì chị? Dạ cây đó là cây sam trái xù nhanh. Anh nói khắc tiệp. Rồi cây này là giá 1.300.000 bao ship nhanh. Cây đổ treo. Quanh thân là 37 cm. Quanh cũ là 55. Chiều đổ là 55. Cây này đổ treo nè anh. Cây này có 1.300.000 thôi. À, anh thấy anh Hồi Thái Nguyên xem thử cho em nha. Nếu hợp nhãn thì anh em mình giao luôn. Cây này 1.300.000. Ví dụ như anh em nào nãy giờ đã có đơn hàng bên em rồi, anh em chốt cây này thì giá gộp đơn nó có 1.050.000 cho cây này thôi. Gộp đơn còn có 1.050.000 là bao ship tận nhà luôn á. Phôi hoa dĩ Mỹ, cây này cây tầm trung nha anh. Dạ cái này gộp đơn, bây giờ để gộp đơn cho anh 1.000.000 luôn anh Hưng ơi. 1.000.000 luôn nha anh. 900 tiếng mẫu rồi. Hôm nay em để giá xả cho anh em á, chứ để như để vốn cho anh em chơi thôi. Không có lời anh Hưng ơi. Tới nay em cũng còn có ít thôi. 1.000.000 nha anh Hưng. Rồi ok ha, em xuống cái này nha, để em lên tiếp tục nha. Anh em chưa có đơn để gộp thì anh em tạo đơn ha. Tạo đơn một cây đầu tiên. Rồi xong rồi những cây sau mình sẽ được tính giá gộp đơn thì giá nó mềm hơn. Cây đó 1.300.000 thì gộp đơn có 1.000.000 thôi đó. Ủa, anh được 8 cây hả? Hôm bữa anh có đơn gửi bên em đúng không anh thơ, anh Hồng Phan. Em không có để cái đơn của mình đây, để có gì ngày mai em kiểm tra xem. Thôi chứ tưởng ông lạ ghê. Nổi à. Để ngày mai em kiểm tra đơn hàng của anh ha. Hôm nay thì của anh có 3 cây. Để sáng em kiểm tra thôi, coi tổng là bao nhiêu cây. Rồi cây này tiếp tục cho anh em 2.500.000, anh em gộp đơn nó có 350.000. Cái hàng cổ luôn đó anh Cổ Hồng ơi. Hàng triển lãm được á. Rồi ok em xuống cây này nha, cây này 500 nha anh.
màu nón mà chịu. Sợ màu mình không nổi sao nó chìm chị ơi, màu nổi vậy nó bán mới chọi hơn ta. Chắc chắn 100% luôn nha Ánh Điệp ơi, cái này em bán em bảo hành cây cho mình trong vòng 2 tháng thôi nha anh. Thì anh mua hàng bên em chỉ cần chụp màn hình cây có thấy cái mã số này giùm em, thì anh giữ tấm hình này lại trong vòng 2 tháng nha. Trong vòng 2 tháng có vấn đề gì anh liên hệ trực tiếp về bên nhà vườn em, gửi kèm theo tấm hình mua trên like thì bên em sẽ hỗ trợ bù cây cho mình cây bằng giá trị cái đó luôn nha. Mà cái dòng pho hoa với Mỹ nè anh yên tâm đi, nó hết 99% là nó sẽ sống nha anh. Tại vì cây này nó cực kỳ dễ, nó thích hợp tất cả các vùng miền luôn. Mình chơi hoa ghim được, mình chơi hoa ghép được. Còn nếu mà anh chưa từng trồng hoa với Mỹ á, anh cần kỹ thuật á, anh cứ inboxing về bên nhà vườn em thì bên nhà vườn em sẽ hướng dẫn cho mình luôn. Nói chung là nó là rất là dễ. Cái hàng mà nếu mà nó không có dễ sống thì bên em không có dám bao sống cho anh em đâu, anh em cứ yên tâm đi. Rồi bây giờ em sẽ đo thông số cho anh em ha. Quạnh thân là 26 cm, quạnh cũ là 46, chiều cao là 46, cây này 550.000 anh Điệp ơi. Hôm nay em cũng còn ít để giá xả cho nên mình chơi á, như để vốn cho nên chơi thôi chứ không có lời lớn gì luôn á. Ngày mai mình sẽ có lô mới về nhưng anh, ngày mốt mình sẽ là có lên sóng ha. Lên lại 315 rồi ok. Rồi 650 bao ship để em lên cho anh xem. Đó, lùng lùng nhưng mà phụ tùng nó đầy đủ nha anh. Đó, nhìn nó ha. Có dáng nha, nó co lắc nhìn rất là đẹp. Quạnh thân 26. Quạnh thân là 26 cm. Quạnh cũ là 45. Chiều cao là 45. Mình chỉ xả hàng trong buổi live hôm nay thôi anh. Dạ anh chưa có đơn để gộp anh Sơn ơi. Anh em nào có đơn rồi á thì bắt đầu từ cây thứ hai trở đi thì em sẽ tính giá gộp đơn. Còn mình chưa có đơn để gộp, bây giờ 650 để cho 550 nha. Còn anh em nào nãy giờ có đơn rồi thì giá nó sẽ còn có 500 thôi. Bớt thêm 50k nữa. Dạ có nha anh Lữ Ánh Đẹp, có nha anh. 400 trở lại. 500 không được anh Khuân Đặng ơi, hôm nay em báo giá xả. À tôi lấy cây 1 triệu. Ủa cây nào 1 triệu ta? 209 hồi nãy 1.3 triệu, nếu mà anh giao lưu á là để cho anh 1.1 triệu nha anh Sơn. Tại mình chưa có đơn để gộp. Có đơn rồi á, có đơn rồi thì em sẽ để giá gộp đơn 1 triệu. À, cái này để cho mình là 550.000 nha anh Khuân Đặng ơi. Tội nghiệp em anh ơi, hôm nay em báo giá xả cho nên em chỉ duy nhất trong buổi live hôm nay thôi. Anh em suy nghĩ kỹ nha, ngày mai hàng mình về rồi giá này sẽ không có để giá này nha anh. Để em sẽ hàng cho anh em thôi. 1.5 triệu hai cây hả? Ok nha. 1 triệu. Không được anh ơi, 1.5 triệu hai cây không được anh Sơn. Cây này là 1.1 triệu, anh gộp đơn cây kia nó 500 là 1.6 triệu. Cây thứ hai gộp đơn người ta bớt cho em được có 20.000 thôi mà anh. Mỗi một cái cây sao như vậy đó. Nhưng mà bên em bớt hẳn cho anh em mình là 50.000 luôn. Mà hôm nay em báo giá xả cho anh em là em để vốn cho anh em mình chơi thôi. Em cũng còn có số ít thôi, không có còn nhiều đâu. Xả cho anh em mình chơi thôi, không có lời đó. Chứ bình thường này cây này nó là giá gốc của nó 1.400.000 nha anh. Anh Trần Hải chốt hai cây 1.6 triệu rồi ok anh Trần Hải nha, em chốt cho anh Trần Hải. Tại vì hôm nay là em báo giá xả cho anh em mình nhằm cũng là tri ân khách hàng thôi chứ em đâu có lời lớn gì mấy cây này đâu anh ơi. Chứ giá là bình thường là cây này tới 1.4 triệu á, nếu mà anh giao lưu là phải là 1.2 triệu. Hôm nay em để cho anh em như là báo giá tri ân khách hàng thôi. Rồi chụp hình cây giùm em nhanh, mã số G209 nha. 209. Rồi chốt cho anh ha.
Rồi anh Trần Hải lên em xin thoại luôn nha, chụp hình cây nhớ lưu ảnh lên giùm em 2 tháng nha. Để bên em bán em còn bảo hành cây cho mình trong vòng 2 tháng nữa. Anh cứ yên tâm nha, với Mỹ này là em nói thật sự với anh em 99% thì nó đã sống hết rồi, cứ yên tâm nha. Nó dễ lắm. Rồi ok, để em lên cây tầm 400 trở lại cho anh ha. Một cây tầm 400 trở lại thì nếu mà anh chốt từ cây thứ hai trở đi thì cây sau đó là mình được giá nó mềm hơn nữa. Cây này nó bị thương xíu nha anh, nó bị chạy nha. À, cái này tiếp tục cho anh em luôn 216. Rồi ok, anh Thành Bảo đợi em xíu nha. Hoành thân là 23, cây này 400 nha anh. Hoành cũ là 45, chiều cao là 55. Giá hôm nay là giá xả sập sàn giúp anh em chia sẻ like ủng hộ nhà vườn em ha. Hoặc là anh em rủ ghê bạn bè vào xem like ủng hộ nhà vườn em giúp anh. Đó, nhiều khi mình vui vui á, mình chốt 5 cây bạn, mình chốt 5 cây nó đủ 10 cây rồi, 10 cây là em tặng cho anh em mình thêm 1 cây nữa, mình vừa được hưởng giá xả. Rồi 400, ok anh ha. Rồi chụp hình cây giùm em nha anh Ánh Điệp. Em bóp cho anh 100k lấy lọc luôn, uống phê với em luôn anh Ánh Điệp ơi. Để cho anh 300 cây này, cây này nó có bị thương chỗ này xíu nha, cũng như giao lưu làm quen cho anh. Em giao lưu làm quen với anh luôn. Rồi em chốt cho anh ha, 300 nha. Ok giùm em ha, mã số G782. Rồi chụp hình cây giùm em nha. Lữ Ánh Điệp. Rồi ok ha, cảm ơn anh nhiều nha, cảm ơn đóng hộ nhà vườn em nha. Nhớ lưu ảnh giùm em 2 tháng nha. Còn nếu mà mình chưa biết kỹ thuật trồng á, anh lúc mà bên em chốt đơn anh cứ tư vấn nha, bên em sẽ giải đáp cho anh em mình luôn, hướng dẫn cho anh em mình rất là tận tình. Rồi ok, em thấy cái số điện thoại và địa chỉ của anh Trần Hải rồi, cảm ơn ủng hộ nhà vườn em nha. Rồi anh xem thử giùm em nè, cây này giá xả anh ơi, cây này để cho mình giá nó có 1.6 triệu thôi, anh em gặp đơn đáng lẽ là 1.350 ha, gặp đơn cho anh em 1.3 luôn. Quảnh thân là 45 cm, quành cũ nó là 65, chiều cao là 58. Rồi ok anh, nó 99% là nó sẽ sống đó anh, nó dễ gì đó. Rồi cái này là em để giá xả cho anh em 1.6 triệu nha, anh em gộp đơn sẽ còn 1.3 triệu luôn, giá xả sập sàn. Hôm nay xả giá vốn cho anh em mình luôn 216 em anh, 216, 1.6 triệu. Anh em gặp đơn còn 1.3 triệu ha. Em chỉ xả hàng duy nhất trong buổi live hôm nay thôi nha anh. Qua hết ngày hôm nay rồi giá mình sẽ quay lại vị trí cũ nha. Anh em nên tranh thủ ha. Hôm nay mình cũng còn ít thôi. 1.6 triệu, anh xem thử em nha anh Bảo. Rồi ok anh Ánh Điệp, em thấy xin thoại và địa chỉ của anh ha, cảm ơn anh ủng hộ nhà vườn em ha. 1.1 triệu sao nói anh Thành Bảo, tự dặn luôn á, trời á. Cây khủng của Hoành Thân nó tới 45 cm á nên ơi, xả giá vốn cho mình á chứ em không có lời luôn á. Nếu mà anh em gặp đơn sẽ là chỗ 1.3 triệu. Dạ cây này là phôi hoa dưới Mỹ nha anh Tuấn Nguyễn ơi. Cây này Hoành Thân của nó là tới 45 cm á, để giá hữu nghị cho anh em mình á. Bây giờ nếu anh em giao lưu để cho anh em mình 1.400k luôn ha, bao ship nha. 1.400k nha anh ơi, gắn thêm cho em tí xíu đi, chậm là hết, do dự là hết nha. Cây này là dạng cây khủng của anh, xứng đáng đồng tiền bát gạo, anh em cứ yên tâm đi. Dạ mua nhiều. Dạ cái cây này hôm nay là em xả giá vốn anh Thành Bảo ơi, không có lời đó tội nghiệp em. Hôm nay là giá xả nha anh ơi. Cây này là màu hoa dưới Mỹ nha anh ơi, để em cho anh xem cái màu hoa green nè. Tội nghiệp em anh ơi, hôm nay xả giá vốn cho anh em chơi không có lời. Đây cây này nè, cái này là màu hoa của nó nè, anh xem thử giùm em nha, hoa green của nó luôn nè đó, bonsai luôn ha. Còn anh không thích hoa green thì nữa mình về nữa mình ghép nha, mình nuôi nó tầm khoảng một tháng hơn tháng là anh em có thể ghép được. Dạ không được anh ơi, cái giá này hôm nay là giá xả giá vốn anh Thành Bảo ơi, tội nghiệp em anh ơi, không có lời. Em mày trời ơi, giá xả rồi nhắm nhắm có lời là em bán rồi, người nhặt giá đó là đâu có lời đâu. Rồi ok em xuống cho em nha, ngày mai hàng về rồi mấy cây này em bán là giá cũ mà nên chứ không có để cái này.
Dạ được, anh nhắn tin qua bên Messenger giùm em nha anh Ánh Điệp ơi. Nhắn tin qua bên Messenger giùm em nha, ngày mai bên em sẽ chốt đơn nha anh. Đây cây này tiếp tục cho anh em luôn, cây nhỏ nè. 400 bao ship nữa nè anh Ánh Lữ. Anh có đơn rồi đó anh, nếu mà anh chốt cây này thì gặp đơn có 250 nghìn thôi. 141 141 trên bàn xây. Quỳnh Thân 21. Quỳnh Thân là 21 cent. Quỳnh Cũ là 50. Chiều cao là 62. À, bữa nay lại còn ít thì mới xả cho vốn cho nên mình chơi có lời lớn gì đâu anh ơi. À, cái này là giá nó có 400 thôi nè anh Thành Bảo. Được rồi mình gặp đơn cái này có 250 nghìn nè. Giá bao ship rồi ha. Rồi ok em xuống cái này nha. Rồi tiếp tục anh em đón ha. Sinh viên nha 500 bao ship. Quảng Thăng là 26 cent. Ok chơi luôn hả? Rồi ok luôn, gặp cho anh 250 luôn ha. Đó, mình có đơn rồi, bắt đầu mình mua những cây sau thì giá gặp đơn nó sẽ rẻ lắm luôn anh Ánh Đẹp. Rồi chụp hình cây em nha, cây này gặp đơn cho anh 250. Rồi mã số G141 gặp cho anh 250 ha, tổng anh là 550. Rồi ok, cảm ơn đồng hồ và vườn em nha. Anh Dũng Ngô, dạ cây này em giao luôn rồi anh Dũng Ngô ơi. Giá xả sập sàn cho anh. Cái này nét sàn luôn rồi đó. À, cái này 500 nha anh. 83 G83 ha, 500 bao ship. Anh em gộp thì có 350 nghìn thôi. Hoa hoa dưới Mỹ sinh viên ha. Bữa live hôm nay mà anh em chọn không được là tiếc lắm luôn á. Rồi ok anh Hoàng Trọng Kim nha, em gặp đơn cho anh luôn 350 chụp hình cây em ha. Dạ hơn cây cái 1.50 giao lưu không nổi anh Thành Bảo ơi. Cây đó 1.400.000 mới được. Rồi, cây đó trời, để hôm nay để giá 4 cho anh em á. Em đâu có lời đâu. Hôm nay là em báo giá xả cho em chỉ duy nhất trong buổi live hôm nay thôi. Và tiếp tục nha, cây này là 400 bao ship, cây này mới lên nãy. Cây này anh em gặp đơn là 250 nghìn. Quanh thân là 25 cent. Quanh cũ là 48. Chiều cao là 50. Ờ, cây đó nội tiền ship không là hết 200 mấy rồi anh Thành Bảo ơi. Quỳnh Thân có tới 45 cent á. Chà bá lửa luôn á. Rồi để em lên tầm trung cho anh em nha. Để tầm trung. Ờ lên cái đó cái đi rồi lên tầm trung. Cây này một cốt vắng đổ luôn em anh. Xong cây này đi rồi em lên cây tầm trung cho anh em. Một cốt đổ nha anh. Rồi tiếp tục cho anh em ha. Sinh viên luôn. 600 bao ship. Một cốt nha anh. Anh em gặp đơn thì có 450 nghìn thôi ha. Quỳnh Thân là 27 cent. Chiều 250 luôn rồi. Rồi ok chốt cho anh luôn đó anh Thành Bảo ơi. Em lên cho anh chụp màn hình 400 chụp hình cây giùm em nha anh Thành Bảo. À, em chốt mã số G216 nha, giao lưu cho anh luôn Thành Bảo. Rồi ok chụp hình cây lên em số điện thoại luôn nha anh, bao lời cho anh luôn đó, về mà giao lưu lại có lời là phải tìm em nữa nha. Cây kêu 400
để cho anh 450.000 lần nha anh ơi. 400 chưa nổi. Rồi ok anh Thành bảo anh thấy xin thoại anh ha. 314 nè. 314. Rồi ok 314. Rồi ok anh Tuấn Nguyễn nè. Em chốt cho anh Tuấn Nguyễn nha, để cho anh Tuấn Nguyễn 450 luôn. Ok anh Tuấn Nguyễn. À chụp hình cây giùm em nha anh Tuấn Nguyễn ơi. Em thấy xin thoại của anh Tuấn Nguyễn thôi ha. Cái này em Zalo cho anh Tuấn Nguyễn rồi anh Nguyễn chọn lời mang cây khác nha. Mã số G314 nha. Và chụp hình cây giùm em nha anh Tuấn Nguyễn ơi. Rồi em lên tiếp tục cho em ha. Hôm nay giá xả sập sàn nha anh. Cây này quái nè mà nơi quái nha. 650 bao ship nha. 266 nha anh. Quạnh thân là 23. Quạnh cũ là 42. Chiều cao là 46. 650 nghìn hả anh. Cây này quái ha. Anh em gộp đơn cái này em có 500 thôi là bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn á. Rồi ok anh Sơn, em chốt cho anh Sơn nha, 550 luôn. Rồi chụp hình cây giùm em nha anh Sơn. Sơn Hồ. Cái này em Zalo cho anh Sơn Hồ nha. Mã số G266 ha. Rồi chốt cho anh 550. Rồi chụp hình cây giùm em nha. Ok cảm ơn anh nhiều nha. Lâm em xin thoại luôn nha anh Sơn. Đây lên tiếp tục cho anh em giá xả sập sàn. Cây này là siêu mầm non các anh, 450 bao ship nha, 450. Quạnh thân là 25. Ok anh Sơn, em thấy sinh thoại của anh Sơn ha. 450 nghìn, anh em gặp đơn cái này nó giá chỉ có 300 thôi. Quạnh cũ nó là 48. Chiều cao là 50. 144 trên bằng xây em anh có 450 nghìn thôi ha. Bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn. Gộp cái này có 300 nghìn thôi anh em. 144. Rồi ok gộp đơn cho anh Tuấn Nguyễn ha. Anh có số điện thoại rồi. Chập sau này là anh khỏi cần cho số điện thoại nữa anh Tuấn Nguyễn. Anh sợ khi mình đúng cú pháp luôn thì nó sẽ chậm hơn anh khác. Mình có số điện thoại rồi nữa, chập sau mình khỏi cần cho số điện thoại nữa ha. Rồi mã số G144. Rồi gặp đơn cho anh luôn 300. Rồi chụp hình cây giùm em nha. Rồi ok anh. Đây để anh lên tiếp tục. Mình có đơn rồi mình mua những cây sau thì giá nó gặp đơn nó sẽ mềm mỏng hơn nha anh. Giá nó mềm hơn. Rồi cái này tiếp tục cho anh em ha. 500 bao ship nha. Anh em gặp thôi 350 nghìn đó. Quạnh thân là 24 cm. Quạnh cũ là 45. Chiều cao nó là 50. Cái này gộp có 350 nghìn đó anh. Rồi giá em bao phí ship cho anh em mình hết rồi ha. Rồi ok anh Sơn luôn. Gộp đơn cho anh 350. Chụp hình cây giùm em nha anh Sơn. Mã số G150 ha. Rồi gọi cho anh 350. Rồi chụp hình cây giùm em nhanh Sơn. 150. Rồi ok cảm ơn anh ủng hộ vào vườn em ha. Quạnh thân là 23 cm.
Anh em chốt 10 cây cho một đơn hàng, mình được tặng kèm thêm một cây nha anh. Quanh cũ là 43, chiều cao là 52. Rồi cây này 550 nghìn nha anh. Cây này quái nha. Cây này mầm non mà nó quái, 550 anh em gặp đơn sẽ là 400 nha. Mà anh em chốt 10 cây cho một đơn hàng là mình sẽ được tặng kèm thêm một cây nữa nha anh. Giá hấp dẫn nha. 185, 550 bao ship. Anh em mình gặp nó chỉ có 400 thôi. Hoa dí Mỹ ha, cây sinh viên mầm non thôi. Cây này quái nha anh, củ nó quái. 400 đi anh Sơn ơi, 400 cây này gặp đâu mới được. Cây này nó quái lắm luôn anh ơi, củ quái đã lắm luôn á. Hôm nay giá xả cho anh em á, 400 nha. Nào bớt đợi em bớt liền. À, hôm nay giá xả dọn vườn để mai em về lô á anh. Ngày mai bên em sẽ offline nha anh, thì anh em đón theo dõi thứ sáu nha. Thứ sáu mình sẽ có lô mới về nha anh. Rồi ok anh Sơn, em chốt gặp đơn cho anh ha, 400. Mã số G185. Rồi gặp đơn cho anh 400. Tại tối nay mình còn ít là xả hàng dọn vườn cho anh em thôi, để ngày mai mình sẽ có lô mới về. Anh em đón theo dõi like ha. Ngày mốt thứ sáu anh em đón theo dõi nha. Dạ cái này em giao lưu rồi anh Nguyễn Tỏn ơi. Có đơn rồi mới gặp đơn là 400 nha. Hôm nay báo giá xả cho anh em mình chơi thôi á, không có lời lớn gì trơn á. Rồi cây này tiếp tục luôn ha, 550 bao ship. Để em còn có mấy cây nè. Quanh thân là 30. Quanh cũ là 46. Chiều cao là 56. Cây này 550 nghìn nha anh, 550. Anh em gộp thì có 400 nữa nè. 915 nha anh, 550 bao ship. Chà báo lửa luôn, ngang bay. Anh Nguyễn Tỏn xem thử giùm em, anh Nguyễn Tỏn nếu mà anh chưa có đơn thì em bớt cho anh 100k nha. Em còn có 500. Thôi xin lỗi ha, 450. Còn em gặp đơn sẽ là 400. Giá xả sập sàn chỉ duy nhất trong buổi live hôm nay thôi nha anh ơi. Rồi ok em xuống cho em nha, để em lên tiếp tục nè. Me mình cũng còn mấy cặp cho anh này, giá xả nữa kìa, còn mấy cặp thôi. Rồi 600k bao ship nha. Quanh thân là 30. Quanh cũ là 46. Chiều cao là 55. Cái này 600 nha anh, G177 nha. Anh em có xem hạng lớn thì cứ việc yêu cầu nha. Sinh viên thì giá em anh, sinh viên mầm non thì giá nó chỉ có vài xị thôi ha. Tầm trung thì nó trên 1 triệu, VIP thì nó trên 2 triệu nha anh. Hiện tại đang lên cây này là giá để cho anh em mình 600 nha. Anh em mình gộp cái này nó có 450 nghìn thôi. Cây khá là cao to. 177. 177 cái này anh em gộp đơn có 450 nghìn là giá anh sẽ gộp đơn cho anh em ha. Khoa hoa dí Mỹ sinh viên. Rồi ok anh Hoàng Trọng Kim chốt cho anh luôn, chụp hình cây giùm em nhanh. Cái này em giao lưu cho anh Hoàng Trọng Kim rồi anh ơi. Cái này gộp đơn 450 nghìn nhanh. Rồi chụp hình cây giùm em nhanh Hoàng Trọng Kim. 177. Anh em nào có đơn rồi anh em gộp đơn thì giá nó sẽ 450 nghìn. Còn bây giờ mình chưa có đơn gộp, bây giờ mình tạo đơn anh. Ví dụ như cây đá 600 thì để cho anh là 500. Rồi tiếp tục luôn ha, phong hoa dưới Mỹ. Sinh viên mầm non không. Rồi ok, để xong anh em sẽ lên hàng lớn cho anh ha. Tầm trung nha, tầm trung trên 1 triệu. Rồi tiếp tục cho anh em ha, cây này sinh viên luôn. Cây này 500k bao ship nha. Quanh thân là 22. Quanh cũ nó là 45. Chiều cao nó là 55. Cái này có 500 nè anh Nguyễn Tỏn ơi. Cái này 500 nè anh. 920, 920. 350 không được anh ơi. Em báo giá xả cho anh em biết là em báo giá xả cho anh em rồi á. 400 nha anh ơi. Anh 400 nha anh Nguyễn Tỏn. Bao ship nha anh ơi. Cái này 350 em đi không nổi. Rồi giờ em lên cây lớn cho anh em ha. Rồi ok chốt cho anh Nguyễn Tỏn. Rồi chụp hình cây giùm em nhanh. 920 ha.
À, chụp hình cây giùm em, nhớ lưu ảnh là giùm em nha. Mã số G920 nha. Rồi 400. Làm em xin thoại lên anh Nguyễn Toản. Rồi em lên hàng lớn cho anh em. Lên giùm em xin thoại luôn nha. Đó, khủng nha man, hàng khủng nha. Rồi ok anh Nguyễn Toản, em thấy xin thoại của anh ha. Cảm ơn đồng hồ nhà vườn em ha. Hiện tại em đang lên cây khủng nha man ơi, 1.3 triệu bao ship. Anh em gộp đơn còn 1.050.000 ha. Để cho anh em mình gộp đơn 1 triệu luôn á. Chào bá lửa. Quạnh thân là 32. Quỳnh cũ là 62. Chiều ba là 65. Cái này là giá 1.3 triệu nha anh. Quái vật. Cái này cây khủng nha, 1.3 triệu bao ship. Nếu mà anh em gộp đơn giá giảm nó đáng lẽ 1.050.000, nhưng mà để cho anh em mình gộp đơn 1 triệu. Cái này có 1.3 triệu hả anh Nguyễn Toản ơi? 1 triệu không được anh Quy Trúc. Cái này có 1.3 triệu hả? Sao rồi anh Nguyễn Toản ơi? Anh chốt cây nào anh Nguyễn Toản ơi? Cây khủng nha anh, để giá xả cho anh em. Xứng đáng đồng tiền bát gạo lắm anh em, yên tâm đi. Chậm là hết, do dự là hết cho anh ơi. Hôm nay là cái buổi live tổng xả hàng ngày cuối cùng lắm anh ơi. Chỉ mà cũng là buổi live duy nhất luôn tổng xả hàng nha, dọn vườn để ngày mai mình sẽ về lô mới em anh ơi. Lâu lâu mới có một kỳ chứ không phải như bánh mì ngày nào cũng có đâu. Giá này giá hấp dẫn cho anh em, nhận cây là bao đẹp bao phê cho anh em mình luôn nha. Anh Nguyễn Toản ơi, 1.4 triệu là sao nè, cây này có 1.3 triệu thôi. Cây này 1 triệu chưa giao luôn được. Bây giờ em để cho anh 1.1 triệu giao luôn làm quen luôn. Anh Chí Trúc ơi, Vi Trúc giao luôn cho anh 1.1 triệu luôn. Chỉ duy nhất trong buổi live hôm nay là em nhằm tri ân khách hàng thôi nha. Hai cây 1.4 triệu không được. Xin lỗi. Rồi ok Nguyễn Toản, ok. Ok gộp đơn cho anh Nguyễn Toản nha. Chụp hình cây giùm em nha Nguyễn Toản. Em vẫn còn nhiều nè anh Vi Trúc, lựa lựa giùm em cái khác nha. Cái này là nhằm tri ân khách hàng em anh, lâu lâu rồi em mới xả hàng cho anh em thôi. Ví dụ như ngày hôm nay mình cũng còn ít hàng thì mình xả hàng cho anh em để ngày mai mình về lô mới. Lâu lâu mới có một kỳ thôi. Rồi chụp hình cây giùm em nha Nguyễn Toản ơi, gộp đơn cho anh cây này luôn ha. Mã số G915. Chụp hình cây giùm em nha Nguyễn Toản. Cây nào mình chốt rồi thì mình đừng có tính vô nhanh, nhưng mình tính cái cây hiện tại thôi. Đó. Rồi ok, đợi em cây khác cho anh Vi Trúc để em lên cho anh xem nha. Dạ em ở Cần Thơ nha anh Vi Khoát ơi, em ở Cần Thơ. Cái giá hôm nay là cái ngày xả hàng thì anh em không có phân bì được giá ngày thường nha anh. Tại vì em cũng nhằm tri ân khách hàng là mình giá xả chỉ duy nhất trong một cái buổi live là xả giá vốn cho anh em nha, không có lời luôn. Em chỉ xả cho một buổi live này thôi. Nếu mà qua hết ngày hôm nay rồi thì mình sẽ quay lại giá cũ nha. Dạ. Dạ Cần Thăng chưa có hàng nha anh Huy Phát. Rồi cái này để cho anh em mình là 1.5 triệu bao ship nha. Quanh thân là 38. Quanh cũ nó là 60. Chiều cao nó là 65. Anh em gộp đơn cái này nó sẽ còn có 1.250 triệu thôi. Hôm nay là báo giá xả cho anh em nha. Cây này là 1.5 triệu bao ship. Anh em gộp đơn cây này giá nó còn có 1.250 triệu thôi ha. Cây này thường nó là 1.6 triệu nhưng mà anh hôm nay để cho anh em mình. Dạ bên em có phôi hoa giấy Mỹ nè, phôi me Thái nè anh, sam trái xù ha, trang đỏ, ngâu tàu với Mỹ ghép. Do ngày mai hàng mình về cho nên là em cũng còn ít, cho nên là xả giá hỗ nghệ cho anh em luôn, xả giá vốn cho anh em nhằm tri ân khách hàng thôi ha. Cái này 1.500.000 bao ship anh. Anh em gộp đơn thì giá sẽ giảm xuống còn có 1.250 triệu thôi. Rồi để em lên cây tầm trung tiếp tục cho anh em ha. 248 cây đẹp nha anh. Rồi lên hàng tầm trung cho anh em. Mấy cây này em nói thật sự cho anh em, nhận cây là bao đã luôn á nha, bao phê luôn á. Mình không phân biệt được giá ngày thường, hoặc là nữa sau này anh em có giao lưu nữa thì mấy cây này á, phân biệt với mấy cây ngày hôm nay là không được ha. Là giá xả. Dạ 1 triệu không được anh Long Vũ ơi. 1 triệu là em tự dặn luôn đó. Hôm nay em báo giá xả luôn rồi đó. Cây đó nếu mà anh giao lưu thì để cho anh là 1.3 triệu nha anh Long Vũ. 1.3 triệu. Quỳnh Thân là 28 cent.
Quanh cũ là 55. Chiều cao nó là 70. Em này là giá 1,2 triệu bao ship nha. Cây này nó có bị thương nha anh. Cây này bị thương 3 vết ha, thì để giá xả đem có 1,2 triệu thôi. 1,2 triệu bao ship. Cây này một cốt đẹp nha anh. Cây này một cốt đẹp nha, 1,2 triệu bao ship. Em báo giá đều có giảm xuống cho anh em, anh nhầm cũng tri ân khách hàng ha. Kho hoa giấy Mỹ nha anh. Dễ trồng lắm anh ơi. Anh em nào mà chưa biết kỹ thuật trồng à, bên em chốt đơn đó, anh em cứ tư vấn, bên em sẽ hướng dẫn cho anh em rất là tận tình luôn. Anh em nào bận cỡ gì bận mình cũng có thể trồng pha hoa dưới Mỹ được ha. Nó nhẹ công chăm sóc của anh em lắm. Rồi ok, em xuống cái này đúng ha. Suy nghĩ kỹ nha anh Long Vũ ơi. Mình chỉ xả trong buổi live hôm nay thôi. Hàng mình về là sẽ quay lại giá cũ nha. Còn cây nào thì mình sẽ quay về giá cũ. Khi nào sập thẳng nhỉ. Rồi ok, gộp cho anh 1,000,000 anh Sơn. Rồi đem lên cho anh chụp màn hình. Dạ nó sắp sập rồi đó anh Công Lê ơi. Rồi chụp màn hình cây giùm em nha anh Sơn. Gộp đơn cho anh 1,000,000 luôn. Cây quá đẹp quá đã luôn. Em bao đẹp luôn á. Rồi mã số G117 ha. Rồi 1,000,000 nha. Chụp hình cây giùm em nhanh. Nhận cây mà thấy đẹp là phải giao lưu thêm nữa nha anh. Rồi ok ha. Bao quái bao đẹp luôn. Rồi tiếp tục anh em cây gián bay ha. G43 chà bá lửa luôn em anh. Rồi cảm ơn anh Công Lê nha. À, tiếp tục cho anh em luôn ha. 1,3 triệu bao ship xem anh. 1,3 triệu. Quanh thân là 38. Cây đã lên mầm rồi nè. Cây này nó bị thương tích ở dưới này chút xíu xem anh. Quanh cũ là 65. Quanh cũ là 65. Chiều cao là 66. Hiện tại này là pho hoa dưới Mỹ G43. Giá có 1,3 triệu thôi. Cây nó chà bá lửa xem anh. Chậm là hết, do dự là hết xem anh ơi. Cái này anh em gộp để cho anh em mình 1,000,000 luôn á. Chà bá lửa luôn. Gộp đơn cái này để cho anh em 1,000,000 bao ship nha. Vừa đẹp mà nó vừa đã luôn anh Công Lê ơi. Khách sĩ bên em cũng rất là nhiều nha. Nhận cây là thấy phê rồi là quay lại tìm em nữa thôi. Anh em gộp đơn cây này để cho anh em mình 1,000,000 bao ship luôn nha. Em này nó có bị chạy chạy này xíu thôi mà không có thành vấn đề. Em xuống em tho keo cho mình. Nó bị trên cái cổ thôi. Rồi ok em xuống cây này nha. Đem lên tầm trung tiếp tục cho anh em ha. Rồi tiếp tục cho anh em luôn. Quanh thân là 34 cm. Quanh cũ là 62. Chiều cao là 63. Rồi tiếp tục các anh cây này 1,2 triệu bao ship nha. 1,200,000 bao ship cho anh em mình tận nhà luôn. G56. Cây này gắn bay mà nó quái nha anh. Cây này có 1,2 triệu thôi nha. Bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn. Anh em mình xem thử giùm em, nếu hợp nhãn thì mình giao lưu luôn ha. Gián bài này quái nha anh. 1,200,000 bao ship. Anh em gộp cái này để cho anh em giá hấp dẫn luôn. Rồi ok. Đang tầm trung tiếp tục. Tầm trung này em thật sự anh em nhận cây là bao phơi luôn. Xứng đáng đồng tiền bát gạo nha anh. Hiện tại anh đang lên một cây hình thú ha. Cái này anh em chơi Ấn Độ được. Và cái này là tiếp tục anh em ha. Giá 1,000,000 bao ship cho anh. Anh em gặp đơn cái này để cho anh em 850,000 luôn.
Quanh thân là 37 cm. Quanh cũ là 55. Chiều 3 nó là 70. Cái này 1 triệu nha man. Anh em gặp đâu sẽ là 850 nghìn, bao ship tận nhà nha. Mấy cây này nếu mà anh em muốn chơi cây ghiên nó về anh em trồng, nói chung tầm 3 đến 4 tháng là cây nó ra bông hết rồi man. Bông hết rồi. Cái hoa ghiên nó cũng đẹp lắm. Rồi cây này là giá 1 triệu nha man, 1 triệu bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn ha. Rồi ok nha, em xuống cây này nha. Cái này con rồng nha man, cái đầu con rồng luôn nè, anh em xem thử nha. À báo giá lại 185. 185 hồi nãy em gặp đơn cho anh là 400 đó anh Sơn. 150 gặp đơn cho anh 350. 266 là Zalo cho anh 550. Rồi hiện tại em đang lên cây này là phôi hoa giếng Mỹ. Nhìn cái này là hình cái đầu con rồng nha man. Cái này để cho anh em giá 1 triệu 2 bao ship nha. Quanh thân là 38 cm. Quanh cũ là 55. Chiều bay nó là 62. Rồi cây này là giá là 1 triệu 200k bao ship 213. Cái này con rồng nha man. Hình thú ha. 1 triệu 2 bao ship cho anh em luôn. Chốt kèm theo mã số em hoặc là mã số anh em thẻ kèm theo giá tiền anh em ha. Phôi hoa với Mỹ các anh ơi. Phôi hoa với Mỹ 1 triệu 2 bao ship. Cái này 800 chưa gặp đơn được anh Hoàng trong phim ơi. Giờ để gặp đơn cho anh 950 nghìn cây này luôn ha. Được thì ok anh em. Cái này hình thú nha anh ơi. Hình thú luôn nha anh Hoàng trong phim. Gặp đơn cho anh 950 nghìn nha. Giá bao ship cho mình tận nhà luôn. Anh em mình nghiên cứu thử giùm em cây này hình thú ha, cái đầu con rồng. Rồi ok em xuống cái này luôn nè. 150 nữa thôi là anh em mình giao lưu rồi. Được một cây hình thú nha. Rồi tiếp tục ha, 1 triệu 500k bao ship. Quanh thân là 39 cm. Quanh cũ là 65. Chiều cao là 66. Cái này 1 triệu rưỡi nè anh ơi. Gặp đâu 1 triệu 250 ha. Giá xả sập sàn em anh ơi. Chỉ duy nhất trong một buổi live hôm nay thôi nha. Cây này rất là lực lưỡng em anh. Rất là già nha. 1 triệu 500k bao ship tận già nha. 242. Mã số G242 cho bằng xây 1 triệu 500k. Sao anh Hoàng trong khi mời 8 950 ra anh. To lắm, cây đó hình thú nữa. Phôi hoa với Mỹ trên bằng xây anh em xem thử giùm em. 1 triệu 500k bao ship. Thôi 1 triệu 1. 1 triệu 1 chưa được anh Hưng ơi. Cái này 1 triệu rưỡi để giao lô cho anh em 1 triệu 3 luôn ha. Anh em gặp đơn sẽ còn 1 triệu 250, cây khá là khủng nha. Này là để cho anh em giá xả cho ngày hôm nay thôi. Rồi ok ha, em xuống cái này nha. 1 triệu 3 nha anh Hưng ơi. Cây khá là cao to anh quái nha. Rồi tiếp tục luôn, cây này để cho anh em mình là giá là 1 triệu 400k bao ship anh. Cây này khá là quái nha. Cây này 1 triệu rưỡi hôm nay để mình còn 1 triệu 400k luôn. Anh em gặp đơn sẽ còn 1 triệu 150k. Quanh thân là 34 cm. Quanh cũ là 58. Chiều cao là 70. Rồi anh em mình xem thử giùm em nha. 1 triệu 400k cho em này. Anh em gặp đơn còn có 1 triệu 150k thôi. Cây này tông cao lắm anh ơi.
chốt 203 ở 204. 204 thôi. Coi cây cho nó xem. Rồi ok, gộp đơn cho anh 1.150.000, anh Tuấn Nguyễn. 1.150.000 gộp đơn cho anh ha. Cây khá là đẹp. Mã số G204. Gộp đơn 1.150.000. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều nha. Quá đã cây đó luôn á. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi tiếp tục cho anh em luôn pho hoa dí Mỹ đây. Cái này là giá 1.200.000 bao ship nha anh. Quạnh thân là 28. Quạnh cũ là 65. Chiều cao là 65. Cái này 1.200.000, anh em gộp đơn giá giảm còn có 950.000 thôi nè. Giá xả sập sàn nha anh. Cái này giá chật nó cũng quái lắm luôn nha. Anh em gộp đơn cái này có 950.000 hình thôi. Em chụp lại tí rồi ok, đã lên cây này chụp. Cây này là giá là 1.200.000 nha anh. Nếu mà anh em gộp đơn thì còn có 950.000 cho cây này thôi nha. Rồi để em lên cho anh em chụp màn hình lại. Rồi để lên 2148 kìa. 248 kìa. Rồi tiếp tục luôn nha. Cái này 1.500.000 nha anh. Cái này tông cao nha. Ủ đặc luôn. Anh em gặp đơn còn 1.250.000. Gộp 1.150.000 anh ơi. Nó chưa tới 1.200.000 nữa. 1.150.000. Cái cây anh mới vừa chốt á. Còn cây trên bằng xây là 1.500.000 thì anh em gộp đơn là 1.250.000 ha. Quạnh thân là 38 cm. Quạnh cũ là 60. Chiều cao là 60. Pho hoa dí Mỹ giùm anh. Cái này là 1.500.000 bao ship nha. Thì anh em gộp đơn thì giá nó giảm xuống còn 1.250.000 thôi, là bao ship tận nhà luôn. Rồi ok, em xuống cái này luôn ha, để em lên tầm trung tiếp tục. Rồi tiếp tục ha, cây lên mầm luôn rồi đó anh. Cây này nó cũng có bị thương nhẹ nha, thì để cho anh em 1.300.000 luôn. Cây này nó tới 1.400.000 là nó bị thương nha. Đây một vết, đây một vết. Thì để cho anh em còn 1.300.000 thì anh em gộp đơn để cho anh em mình 1.000.000 luôn. Quạnh thân là 35 cm. Quạnh cũ là 58. Chiều cao nó là 60. 248 và cây đó 1.500.000 anh ơi. Anh gộp có 1.250.000 thôi anh hát bá đồng. Anh gộp có 1.250.000 thôi. Còn hiện tại trên bàn xay ha, 825 thì cây này 1.300.000. Anh em gộp đơn để cho anh em mình 1.000.000 luôn. Cây này thì đáng lẽ là 1.400.000 á, nhưng mà hôm nay cây này nó bị sẹo nha, có vết thương rồi. Để cho anh em mình 1.300.000 bao ship. Anh em gộp đơn để cho anh em mình 1.000.000 cây này luôn. Anh gộp đơn cây đó có 1.250.000 thôi anh hát bá đồng. Cao to, củ đặc luôn. Cây đó 1.100.000 không có được anh Nguyễn Văn Cứ. Cây đó 1.500.000 để cho anh 1.300.000 mới được.
Cây đó đẹp lắm luôn. Rồi tiếp tục cho anh em ha, cây này là 3 triệu bao ship nè. Anh em gộp đơn thì giá nó sẽ giảm xuống. Cây này còn để cho anh em gộp đơn đáng lẽ 1.050.000 nhưng mà để cho anh em 1 triệu luôn. Giá xả chỉ duy nhất trong ngày hôm nay thôi mấy anh ơi. Bữa lại hôm nay nữa là hết rồi, ngày mai hàng về ha. Rồi ok nha, em xuống cây luôn nha. Chậm là hết, do dự là hết nha mấy anh ơi. Qua ngày hôm nay rồi giá nó sẽ quay lại giá cũ nha mấy anh. Quảnh thân là 32 cent. Quanh cũ là 57. Chiều cao là 58. Rồi tiếp tục cho anh em ha. Cái này là để giá hữu nghị cho anh em luôn. Cái này để cho anh em mình làm 1 triệu bao ship nha. Cái này anh em gặp đơn để cho anh em mình là 850 nghìn luôn. Sinh viên lớn lắm anh. Cái này 1 triệu ha. Rồi ok em xuống này luôn để em lên dán đổ tiếp tục. Cây này dán đổ nó bị thương xíu em anh. Rồi tiếp tục cho anh em ha. Cây này bị thương nha. Cây này để cho anh em 1 triệu luôn. Cây này là dạng cây tầm trung em anh, nhưng mà do nó bị thương ha, dán đổ luôn. Thì để cho anh em mình cây này 1 triệu. Anh em gộp đơn sẽ là 850 nghìn cây dán đổ. Quanh thân của nó là 30. Quanh cũ của nó là 50. Chiều đổ nó là 62. Anh em gặp đơn này 850 nghìn ha. Cây vẫn đổ. Em nó bị thương tí xíu không anh? Gặp đơn cây này nó có 850 nghìn bao ship cho anh em mình rồi ha. G61. Rồi ok xuống cây không nha. Dạ cây đó 1 triệu gặp đơn 850. Bây giờ để cho anh 800 luôn đó anh Tâm Trần ơi. 600 chưa được anh ơi. Quanh thân là 39. Quanh cũ là 55. Chiều cao nó là 70. Hiện tại này là pho hoa dưới Mỹ hai cây dán bay. Cái này để cho anh em mình là giá là 1 triệu 2 bao ship. 1,5 nha anh, 1 triệu 2. Anh em gặp đơn có 950 nghìn đó, cây chà bá luôn ha. Hôm nay cái gửi nó có bị tét chút xíu không anh. Do gửi nó tét rồi để gặp đơn cho anh em 900 thôi. Rồi ok ha, xuống cái này luôn. Lên tầm trung. Đó lên mầm rồi đó anh. Quanh thân là 30 ha. Cây này để mình là giá 1 triệu 3 bao ship. Anh em gặp đơn cho mình thì để cho anh em 1 triệu luôn. Quanh cũ là 60. Chiều bay là 65. 1 triệu 3 bao ship thêm anh. Chiều 3 ha, dạ cái này gộp đơn 800 không được anh Hùng. Cái này gộp đơn để cho mình 1 triệu nha anh ơi. Gộp đơn là 1.050.000 đó, nhưng mà em để cho anh em mình là 1 triệu. Mấy cây của mình á là cây tầm trung không đó, mà do nó bị thương tích lớn rồi mới để cho mình là giá vốn á. Rồi anh em xem thử nha.
Thì cây này để cho anh em mình gộp đơn là 1 triệu nha anh ơi. 800 cây này em đi chưa nổi. Rồi ok, em xuống cây này cũng nhà để em lên tiếp tục nha. Quanh thân là 41 cm. Quanh cũ là 60. Chiều cao là 62. Rồi tiếp tục cho anh em luôn ha. Cây này để cho anh em mình là giá là 1 triệu mốt bao ship nha. Anh em gặp đơn để cho anh em 850 nghìn. Cái này anh gặp đơn 850 nghìn anh Hồng Phan. Cao to đẹp. Giá bao ship tận nhà nha anh. G54. Rồi ok ha, xuống cây này luôn nha. Mấy cây này thật sự nếu mà anh em nhận cây là bao luôn, bao hàng đẹp cho anh em luôn. Xứng đáng đồng tiền bát gạo nha anh. Quanh thân là 40. Quanh cũ nó là 60. Chiều cao là 52. Mưa quá trời. À, cái này 1.400.000 nha anh. Đó, 1.400.000 là giá em đã bao ship bao sống cho nên mình 2 tháng luôn ha. Khoa hoa với Mỹ. Rồi, hồi về. Rồi em chào anh Đỗ Dương nha. 1.400.000 nha anh. Anh em gộp đơn. À 3.400 rồi có luôn anh Đỗ, anh Hậu Đỗ Minh có nha. Rồi đem lên hàng nhỏ cho. Hỏi đại đi, hồi về cũng mưa ướt hết trơn. Lại gì kia. Rồi lên hàng 3-400 cho nè. À, quanh thân là 24 cm. À, cái này 450 nghìn nè anh Hậu Đỗ Minh. Quanh cũ là 45. Chiều cao nó là 55. Anh Hậu Đỗ Minh xem thử cho em nha. 450 là giá anh đã bao ship bao sống cho nên mình 2 tháng luôn ha. Cô Hoa với Mỹ sinh viên nha. Cái này nếu mà anh em gặp đơn thì giá nó còn có 300 thôi ha. 323. Rồi ok, Zalo cho anh luôn anh Hậu Đỗ Minh. Chụp hình cây giùm em nha. Rồi em chốt mã số G323 ha. Rồi Zalo cho anh luôn. Chụp hình cây giùm em nha anh Hậu Đỗ Minh. Rồi lên bán xin thợ luôn nha. Cây mới lên báo giá nhiêu cây nào đó. Cây mới lên hồi nãy là chốt rồi anh Hùng Phan ơi. Hay là anh nói cây tầm trung. Cây tầm trung xuống lên lắc lắc rồi. Cây nào mới xuống. Cây đó 1.400.000 anh ơi. Cây tầm trung mới xuống là 1.400.000. Anh gộp rồi có 1.150.000 thôi anh Hùng Phan. Cây với Mỹ tầm trung em mới xuống á. Cây trước nữa phải không? Cây đó 1.400.000. 613 đó anh, cây đó đó. Rồi em đo thông số cho anh em ha. 892. Đó anh em xem nha, 550 bao ship. Quanh thân là 24 cm. Quanh cũ là 40. Chiều cao là 58. 550. Cây đó là 613 đó anh, cây đó 1.400.000 bao ship. Anh gộp có 1.150.000 thôi.
Rồi cây này 892 nha anh, giá nó chỉ có là 550.000 thôi. Hồi Hoàng Duy Mỹ ha, sinh viên mầm non thôi anh, có 550.000. Rồi ok ha, xuống cái này luôn nha. Em lên lại cho anh xem nha anh Hùng Phan, cây đó 1.400.000. Dạ 900 đi không nổi anh ơi. Cây khủng lắm anh ơi. Chà bá lửa luôn, cây khủng mà củ đặc nữa nha anh. Cây dưới Mỹ của mình nó to là một chuyện, nếu mà nó kết hợp giữa to mà nó củ đặc nữa lại là nói chung là vậy đó, nó mới đẳng cấp nha anh. Chứ còn mà dưới Mỹ nó to mà nó không đặc là cũng chưa có giá trị đâu. Cây gộp đơn 1.150.000 nha anh, để cho anh 1.100.000 luôn đó. Được thì ok dùm em nha, 900 đi không nổi. Rồi ok, để em lên sinh viên tiếp tục. Dạ không được anh ơi. Chẳng tiền. Dạ không có được. Giá đó không được, chưa đủ vốn em nữa. Rồi tiếp tục cho anh em ha. 320. Quanh thân là 28 cm, quanh cũ là 40, chiều cao là 48. Rồi khoa hoa dưới Mỹ luôn ha, sinh viên mầm non cho anh em thôi. 550.000 bao ship cho anh, 550.000. Anh em gộp đơn nó chỉ có 400 thôi ha, bao ship bao sống cho anh em mình hai tháng luôn. Cây 248 bán cho anh 1.150.000 không được anh Nguyễn Văn Cứ ơi. Cây đó 1.300.000 luôn. Trời ơi, cái cây đó đẹp hoàn thiện luôn anh Nguyễn Văn Cứ ơi. Cây đó đẹp hoàn thiện luôn á. Để em lên lại cho anh xem. Trời ơi, bán cho anh em giá hôm nay là giá xả là để giá 4, không có lời miếng nào luôn. Mà xả hàng chi ăn khách hàng thôi, một buổi like thôi anh ơi, chứ xả như vậy là hấp cháo luôn á. Anh mua hoài nhưng mà mấy cái cây này là em để giá 4 rồi, anh Nguyễn Văn Cứ ơi, em không có lời. Em chỉ xả trong buổi like hôm nay thôi. Rồi cảm ơn anh nhiều. Em xả trong buổi like hôm nay thôi. Chứ anh xả gì hoài là không có cháo mà ăn luôn á. À, anh em thông cảm nha. Lâu lâu thì anh em cũng mua hàng bên em cũng rất là thường xuyên, thì lâu lâu em cũng chi ân khách hàng, nhà em cũng bán giá vốn cho anh em thôi, chứ em đâu có lời lớn gì đâu. Lâu lâu em chỉ xả cho anh em một buổi like thôi. 1.300.000 anh Nguyễn Văn Cứ ơi. Giờ để cho anh 1.250.000 luôn đó. Nghe em mời uống cà phê 50k đó nha. Hôm nay là em xả vốn rồi anh ơi, tội nghiệp em anh Nguyễn Văn Cứ. Để cho anh 1.250.000 ha. Anh em mình cưa đo luôn. 1.250.000 nha anh. Chà bá lửa luôn đó. Chậm là hết, do dự là hết nha anh ơi. Giá xả sập sàn nha, 1.250.000. Chậm là hết, do dự là hết. Anh Nguyễn Văn Cứ ơi, cây này nó to đẹp lắm luôn. Dạ em cũng hết sức với anh luôn rồi đó. Em cũng gán lắm luôn đó, gán hết sức với anh rồi. Cây này em để vốn không có lời. Hết buổi live hôm nay là mình sẽ quay về giá cũ nha anh. Cây này nó 1.600.000 là giá gốc á. Dạ anh gán anh nặng thêm tí nữa đi anh ơi. Anh em đừng có tiếc chi 50k với em nói thiệt sự luôn á. Hôm nay là cái buổi live tổng xả hàng nha. Qua hết ngày hôm nay rồi cây này nó sẽ quay về vị trí cũ là giá nó 1.600.000 nha. Anh em giao lưu phải là 1.400.000 mới đúng đó. Rồi ok em xuống cái này luôn nha. Tại hôm nay là em báo giá xả giá vốn cho anh em chơi á, chỉ một buổi live thôi. Dạ em cũng gán lắm luôn rồi đó anh Nguyễn Văn Cứ. Đáng lẽ 1.300.000 nhưng mà bây giờ em bớt cho anh 50k, như em mời uống cà phê với em tí xíu.
chứ bớt nữa em bớt không nổi thì anh ơi hôm nay anh xả là giá vốn anh cũng thông cảm nha. Thật sự luôn á, em mà nhắm nhắm có lời là em bán rồi, em không cầu cương chi đâu anh ơi. Tội nghiệp em nha. Thế là em cũng xuống một chút xíu rồi thì anh lên giùm em tí xíu nha. Anh em mình cưa đôi. Em cũng gán nhiệt tình với anh dữ lắm luôn rồi đó. Rồi cái này là pháo hoa giấy Mỹ sinh viên dán bài nha. Quỳnh Hân là 30. Quỳnh Cũ là 45. Chiều bay nó là 55. Pháo hoa giấy Mỹ luôn sinh viên nha anh. À cho xin lại cái. Rồi ok để trên xem cái màu hoa. Cái này 500 nha anh, 500 bao ship. Đây cái màu hoa ghim của nó luôn nè anh Tuấn ơi, Tuấn Nguyễn. Hoa đó là em chụp thực tế luôn nha. Đây, bonsai ghim luôn. À, cái này 500 nha anh. Anh em gặp đơn sẽ là 350 nghìn là giá em bao ship cho anh em ha. Phôi hoa giấy Mỹ sinh viên nha anh. Rồi ok ha, em xuống cái này nha. Rồi 550 nha anh ơi, pho hoa với Mỹ ha, sinh viên quái nha. 550 bao ship. Quỳnh Hân là 27 cm. Quỳnh Cũ nó là 45. Chiều cao là 46. Cái này anh em gộp đơn nó chỉ có 400 nghìn thôi ha, pho hoa với Mỹ sinh viên nè anh ơi. Rồi ok ha, xuống thay luôn. Cái này anh em gặp đơn nó chỉ có 400 thôi. Rồi tiếp tục anh em luôn ha. Phần hoa dưới Mỹ sinh viên 700 bao xíu xem anh. 180. Quỳnh Hân là 26 cm. Quỳnh Cũ là 45. Chiều cao là 75 nha. Cái này 700 nha anh. Anh em gộp đơn thì có 650 nghìn. À 700 gộp đơn có 550 nghìn thôi. Bao ship bao sóng cho nên mình tặng nhà luôn. 180 ha. 180. 700 bao ship. Cao to nha anh. Đây này cao to. Gộp đơn cái này có 550 nghìn thôi ha. Rồi ok em xuống cái này luôn nè. Để em lên tiếp tục nha. Rồi cây khá là to nha anh, 750 bao ship nha. Quỳnh Hân là 29 cm, Quỳnh Cũ là 55. Chiều cao là 63, nó bị thương đây xíu không anh. Mượn tay cái ha, bên đây cái nữa. Thì cây này cây lớn thì để cho anh em có 750 nghìn thôi. Anh em gặp đơn sẽ còn 600 bao ship nha. 750 anh em gặp đơn sẽ là 600 là giá anh đã bao ship cho anh em mình hết rồi. Pho hoa với Mỹ ha, sinh viên. Cho xem lại, cây này gộp đơn 500 cho được, anh ơi 600 mới được. 248, 248 rồi ok, anh Trâm Trần. Cây đó đẹp nha, đẳng cấp. Chà bá lửa luôn á. Cây đó gộp đơn 600 nha anh Hoàng Trọng Kim ơi, 500 đi không nổi. Quỳnh Hân là 38 cm. Quỳnh Cũ là 60. Chiều cao là 65. Giá xả sập sàn nha anh.
chỉ xả trong buổi live hôm nay thôi, nhằm em tri ân khách hàng ha. Ngày mai hàng mới mình về, ngày mai hàng mới về, ngày mai bên em up live một ngày ha. Ngày mốt thứ sáu mình sẽ lên sóng, anh em đón theo dõi live ha, hàng mới về nha anh. Buổi trưa lúc 11:30, buổi tối thì 18:00, anh em mình đón theo dõi live ha. Đẹp quá anh Trâm Trần ơi, hôm nay giá xả mới được giá này nha anh. Giá xả đó nhằm tri ân khách hàng một buổi live thôi. Chà bá lửa luôn nha anh. Triệu hai không được anh ơi, nãy anh Nguyễn Văn Cương chốt triệu hai mà em chưa giao lưu á. 248 giá sao? 248. Dạ cây này để giá cho mình là còn có 1.250.000 thôi. Cây này nãy giờ anh Nguyễn Văn Cương chốt 1.2 đó mà em chưa giao lưu á. Này là để giá sát cho anh em luôn rồi đó. 1.250.000 nha anh. Giá xả mà anh ơi, đừng có nên do dự, anh ấy thật sự là bao rẻ luôn, bao giá thị trường luôn á. Tại vì em tri ân khách hàng thì em bán một buổi live thôi chứ không có nhiều đâu anh ơi, giá vốn luôn á. 97 giá bao nhiêu? 97, dạ cây đó có 1.3 triệu thôi anh Hùng Phan ơi. 1.3 triệu thì anh gặp đơn để cho anh 1 triệu luôn, chỉ duy nhất trong một buổi live hôm nay thôi. Dạ cây này anh để giá hữu nghị cho mình rồi anh ơi, bớt không được. Gộp cho anh 1.2 triệu luôn á anh H Ba Đồng. Anh em thông cảm, tại vì hôm nay là mình giá xả, là mình xả giá vốn cho anh em nhằm tri ân khách hàng chỉ trong một buổi live thôi. Anh em suy nghĩ kỹ nha, suy nghĩ kỹ giùm anh, qua ngày hôm sau thì giá mấy cây này nó sẽ, nếu mà còn thì nó sẽ quay lại. Rồi ok, vậy chốt cho anh ha, 1.250.000 nha anh Trâm Trần. Nó sẽ quay về giá cũ. Ok, xác nhận giùm em 1.250.000 nha anh. Tại vì hôm nay là thông báo cho anh em là em bán giá xả nhằm tri ân khách hàng chỉ trong một buổi live thôi, không có nhiều nha. Ví dụ như anh em nào có từng giao lưu hàng bên em rồi không có phân bì được cái giá ngày thường nha anh. Giá hôm nay là giá xả cho nên rất là rẻ, nhằm tri ân khách hàng trong chỉ một buổi live thôi. Ví dụ như sau này cũng vậy, anh em có giao lưu cũng vậy, giá nó sẽ không có phải là giá này. Đó, anh em cũng không có phân bì được nha. Cái này là em xả để giá vốn cho anh em chơi thôi, một buổi live. Rồi mã số G248 nha, rồi Zalo cho anh luôn, 1.250.000, xác nhận ok giùm em 1.250.000 nha anh Trâm Trần. Nếu mà còn thì cây này nó sẽ quay về giá cũ, không phải giá này nha, xác nhận giùm em 1.250.000. Rồi ok anh ha, em thấy xin thoại qua này ha. Rồi em lên tiếp tục phô hoa yến mỹ ha. Một cốt mà anh dán bay lắc cũng khá là đẹp ha. Rồi tiếp tục cho anh em luôn ha. Giá xả sập sàn nha, 600 bao ship nha. Anh em gặp số 450.000. Quảnh thân là 24 cm, chiều cao là 65. 600 bao ship nha anh. Một 613 900. À Lê Minh Hữu, dạ gửi gò nhanh Lê Minh Hữu. 900. 613 đâu? 613 đâu? Ủa 613. Rồi ok anh Trâm Trần, em thấy xiên thọ coi này ha. 613 em không thấy. 613 đâu. Để em xíu nha, để em tìm 613 coi. Dạ cái này 350 chưa được anh Công Lê ơi. Để em xem 613 không có anh. Ờ à, có. Trời ơi mượn 900 đi không nổi anh ơi. Rồi gọi cho anh 400 luôn anh Hậu Đỗ Minh, chụp hình cho em.
À, cái cây đó sao mà 900 nổi cây 900 lỗ vốn. Hậu Đỗ Minh chụp hình cây em nha anh. Cây đó gặp đâu 1.150.000 đó mà để cho anh 1.1 triệu thôi. À, bán đâu có lời dữ thằng vậy anh ơi. Rồi mã số G253 ha, gặp đơn cho anh luôn 400. Chụp hình cây giùm em nha anh ơi. Anh đổi cây kia hả? Rồi ok, vậy em xả cho anh cây đầu tiên 323 xả. Rồi ok. Rồi chốt cho anh cây này ha, chụp hình cây giùm em nha. Cây đó để gặp đơn cho anh 1.1 triệu luôn á, chứ 1.900 không có nổi anh ơi. 1.1 triệu rồi để vốn cho anh em luôn á. Cái thường cây này gặp đơn 1.150.000 nha. Chậm là hết, do dự là hết anh ơi. Quanh thân là 40. Quanh cũ là 60. Chiều 3 là 55. Rồi anh em mình xem thử đi, cây này gặp đơn có 1.1 triệu thôi nha. Chị nghĩ kỹ thôi đi anh. Xuống like gọi là giá là không có được cái này đâu. Hiện tại anh đang lên cây này là phôi hoa diễn Mỹ ha, 1.400.000 bao ship. Anh em gặp đơn để cho anh em 1.1 triệu luôn. Chỉ trong buổi live xả hàng như thế này thôi nha anh. Giá này đã bao ship bao sống cho anh em mình 2 tháng luôn ha. Rồi ok ha. Rồi em xuống luôn. Trời ơi anh Nguyễn Văn Cứ ơi, tội nghiệp em anh ơi. Em bán hôm nay là giá xả rồi. Thường ngày anh theo dõi like của em thì anh biết rồi đó. Cái cây đó là em bán cho mình là thường em bán 1.6 triệu hơn. Hôm nay giá xả rồi, để cho mình còn có 1.250 triệu mà anh không gán tiếp em. Giữa 1.3 triệu mới đầu em để 1.3 triệu, anh chịu chốt 1.2 triệu thì em với anh người cưa đôi. Dạ cây đó giá đó lỗ vốn anh Phan Hùng Phan ơi. Cây đó giá đó không nổi. Em mà nhắm nhắm có lời là em bán rồi anh ơi. Bình thân là 20. Bình cũ là 56. Chiều cao là 60. Anh chốt 1.2 triệu, em để 1.3 triệu thì em cưa đôi với anh rồi còn gì nữa. Em hỗ trợ cho anh dữ lắm rồi. Rồi cái này để cho mình luôn ha, 500 bao ship. Anh em gặp đơn cái này có 350 hình thôi. Dạ cái đó giá đó không nổi mà phen ơi. Hôm nay là xả hàng mới có giá đó đó anh ơi. Rồi ok ha, em xuống hàng nha. Rồi cây này hình thú hả anh ơi, 600 nè bao ship nha. Cây này hình thú vẫn đổ hả anh ơi, gặp 450. Quanh thân là 29 cent, quanh cũ là 53. Cây này hình thú hả anh ơi, có 600 thôi nha. Anh em gặp đơn cây này nó có 450 nghìn thôi. Cây này hình thú nha, anh em chậm là hết, do dự là hết cây này nè. Hình thú nha, 254. Cây này là 254 hả anh. Rồi anh em mình xem thử giùm em nha. Cái này anh em gặp đơn nó 450 hình ha, bao ship bao sống nên mình 2 tháng luôn. Rồi ha, em xuống cái này luôn nha. Cái này. Cái đó 400 không được anh Cổ Hồng. 450 anh mới được. Cây đó hình thú nha anh. Quanh thân là 26 cent, quanh cũ là 40, chiều cao là 50. Cây đó không được.
Rồi tiếp tục luôn, cây này 600 nè, anh em gặp đơn này 450 nghìn ha. Cây đó gặp đơn 450 là giá bèo luôn rồi đó anh Cổ Hồng ơi, hình thú nha anh. Cây đó 450 là giá rẻ luôn á. Hình thú nha anh ơi. Rồi tiếp tục ha, cây này là giá 600 nha anh, 600 bao ship nha. Anh em gặp thì còn có 450 nghìn thôi. Nào bớt rồi em bớt cho, mà cây đó hình thú bớt không nổi anh ơi. Để em lên lại cho anh xem nè. Không được anh ơi, cây hình thú á, chậm là hết, do dự là hết nha. Đừng có tiếc chi 50k với em nè. Cây hình thú anh em nuôi nó càng lâu thì cây nó càng lên tiền nữa nha. Đừng có nên do dự nha. Chậm là hết, do dự là hết. Ở đây có biết bao nhiêu anh em đang xem like nha anh ơi. Chậm một chút xíu là hết nha. Cây hình thú luôn, vẫn đổ nha. Cây này 600, nếu mà anh em giao lưu thì để cho mình là 500. Còn anh em gặp đâu 450 nghìn. Cái nào bớt được em bớt thêm cho, cái này bớt không được. Dạ cái này đổ luôn nè anh Bùi Văn Hùng ơi. Cái này đổ luôn nè anh, đổ treo. Còn nếu mà anh muốn dán chuẩn đổ thì có mấy cây viết thôi anh ơi. Hiện tại mấy cây sinh viên tầm trung là dán đổ hết rồi. Rồi dán bài. Cái này anh em xem thử nha. 450 nghìn mới được anh. Rồi ok ha, anh xuống đây anh nha. Cái này hình thú nha anh. Đó, cái này nó quái nữa nè. Cây quái nha anh ơi. 650 bao ship nha, 322. Quảnh thân là 26 sen. Quảnh cũ là 50. Chiều cao là 58. À, chiều cao là 48. Cái này quái nha anh. Có 650 nghìn cho em này thôi. Anh em gặp đơn sẽ là 500 ha. Cái này cái giá em ép là em báo giá giảm xuống cho anh em rồi á. Rồi bớt khổ nghị, bớt gặp đơn đó. Cây này cũ quái nha. Rồi bây giờ nếu mà anh em không có yêu cầu gì nữa thì em xin phép ha, em lên thêm một cây nữa nha. Thì ngày mai như ngày mai thì bên em nhập hàng với anh, ngày mai nhập hàng thì bên em sẽ offline. Ngày mai em up một ngày thì hẹn với anh lại thứ sáu lúc 11:30, buổi tối thì 18 giờ ha. Quanh thân là 29 sen. Quanh cũ là 60. Chiều cao nó là 50. Cái này để cho mình là giá 700 cho anh, 179. Thì cũng như thông báo cho anh em đó, thì qua hết ngày hôm nay số cây còn lại thì mình sẽ quay về giá cũ ha. Tại vì em cũng buổi live hôm nay là mình xả hàng nhằm tri ân khách hàng thôi. Kiểu như em để giá vốn cho anh em một buổi live á. Rồi anh em mình xem thử cho anh em, nếu hợp nhãn thì mình giao lưu luôn ha. Và nhà vườn em xin phép anh em xuống live tại đây, hẹn anh vào ngày thứ sáu lúc 11:30, buổi tối 18 giờ. Nhà vườn em cảm ơn sự ủng hộ của anh trong suốt buổi live ngày hôm nay luôn ha. Chào tạm biệt mấy anh ha, hẹn gặp lại nha.